đủ 6 ngày. Rồi Hậu sẽ có khoảng tầm 30-45 giây để chờ mọi người cùng nhắn lên nha. Trợ lý Pita sẽ ghi nhận lại tất cả các con số này nhé. Tuyệt vời, mọi người rất là nhanh tay nhá, và kết quả lần trước tính bây giờ vẫn nhớ luôn, không phải ngồi tính nữa. Có ai đang phải mở máy tính ra hay là ngồi cầm cây viết để bắt đầu tính lại không ạ? Đường đời số 9, đường đời số 5, 3, 5, rất nhiều số 5 luôn. Rất nhiều số 9. Đinh Thị Hạnh, chỉ số đường đời số 7 rồi nè. Số Cô ơi, 8. em đánh lộn cô ơi, ngày 2 tháng 3 chứ không phải ngày 3 tháng 3 cô ơi. Vâng, thế chị Là ơi, em thế đánh thì chị lộn. nhắn lại đi, chị nhắn lại lần Em nữa. nhắn lại rồi đó cô. Dạ dạ. Dạ, nhắn lại đi ạ. Dạ Em vâng đánh ạ. máy mà nó lộn Dạ mà vâng không ạ. để ý. Chị Dạ nhắn dạ, lại cảm ơn rồi. cô. Dạ. Rồi, chị Yến Cô. đường đời 6 này, đường đời 1, đường đời 22, tuyệt vời, chị Nguyệt có đường đời 22 Master. Rồi, ok, chúng ta cứ nhắn lên nha, chúng ta cứ nhắn lên nha. Hậu vẫn đang mong chờ cái con số đường đời và ngày sinh của mọi người để đây, để Hậu được biết rằng là những anh chị em ở trong đây chúng ta, cái trường năng lượng của mọi người như thế nào, vì sao mà nó lại mang mọi người tới đây, cơn gió nào đã mang mọi người tới đây ạ. Đường đời 9, rất nhiều đường đời 9 luôn. Đường đời 9 là phải làm gì mọi người biết không ạ? Học bài học của sự vị tha, độ lượng và chuyển đổi đúng đó. Giới thiệu mọi người Hậu bấm sứ mệnh 9 ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhắn lên xong rồi, chúng ta sẽ để nguyên đấy và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với lại slide. Lần đầu tiên tham gia chỉ cách tính được không ạ? Hôm nay làm sao mà chỉ cách tính được? Chúng ta quay trở lại để cho có thể là trợ lý Pita sẽ hỗ trợ mọi người ở trên Zoom, ở trên nhóm Zalo sau nha. Rồi, trước khi mà chúng ta đến với lại cái buổi ngày hôm nay, Hậu sẽ kể lại với mọi người, thông báo với mọi người một số các cái liệt kê của Pita trước đây trong năm vừa qua với lại những khách hàng Pita. Thì theo thống kê trên khoảng hơn 1.000 khách hàng, và thì những năm vừa qua thông qua những cái buổi mà trải nghiệm với khách hàng và có khảo sát thì 75 người cảm thấy mình rất là hay trì hoãn. Đó. 82% thì thấy là mình dễ bị phân tâm. Đó. 65% cảm thấy dễ quá tải. 71% thì thấy căng thẳng. 58% cảm thấy mệt mỏi mỗi khi thức dậy buổi sáng. Tức là buổi sáng dậy là cảm thấy mệt hơn là hưng phấn ạ. 47% thấy buồn bã mơ hồ. 62% cảm thấy năng lượng thất thường trong ngày, lúc vui lúc buồn, lúc cảm thấy rất là hào hứng nhưng có những lúc thì cảm thấy chán chường. 65% cảm thấy mắc kẹt trong suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt là những suy nghĩ về bản thân. Và 100% có những câu hỏi về bản thân mà không trả lời được và cũng không biết chia sẻ với ai. Chính vì vậy có thể đấy chắc là một trong những lý do mà khiến cho họ tìm tới thần số học, hay còn gọi là nhân số học Pythagore. Và họ cũng tìm, trước đây họ cũng đã tìm tới một số bộ môn giải mã khác, ví dụ như là tử vi, đó có thể là sinh trắc vân tay, đó có thể là DISC, hoặc là những buổi coaching đối với những nhà trị liệu hoặc là nhà huấn luyện. Đó, thì thông thường rằng là con người dù chúng ta có tham gia một cái bộ môn giải mã nào đó thì chúng ta vẫn cứ có những cái câu hỏi mà mong muốn trả lời một cách rốt ráo, một cách rõ rệt về bản thân. Và thực sự rằng là chỉ có bạn hiểu về bạn nhiều nhất thôi, chứ người khác thì không thể hiểu được, đúng không ạ? Và làm thế nào để chúng ta hiểu về mình một cách rõ rệt nhất? Thì thông thường chúng ta có nguyên liệu, chúng ta có những cái chúng ta theo dõi bản thân hàng ngày được mà. Chứ người khác thì không theo dõi, làm sao mà hiểu các bạn được rõ rệt đúng không ạ? Cho nên khi chúng ta có thêm một bộ môn nào đó nó giống như một công cụ ấy, thì bạn sẽ có cơ hội để trở thành người hiểu bản thân mình nhất. Và càng có tuổi thì con người càng hiểu biết về bản thân mình hơn. Các anh chị mà ở cái tuổi khoảng tầm 40, 45 ở đây trở lên ấy, thì có thể xác nhận rằng là anh chị có thấy rằng là khi càng có tuổi anh chị càng quay trở về bên trong, càng suy nghĩ về bản thân và càng hiểu biết về chính mình, cũng như sâu chuỗi được một số các lý do của những cái hành xử hay những gì chúng ta trải qua trước đây không ạ?
Chúng ta có thấy thế không ạ? Nhờ mọi người nhắn lên thay vì trả lời qua video, qua mic ạ. Mọi người có thấy thế không ạ? Anh Hoàng, chị Hạnh, chị Loan Lê, chị Phùng Loan, đúng không ạ? Chúng ta có thấy thế không ạ? Đây là một tiến trình tự nhiên của đời người, trừ một số các nhân vật khi về già họ vẫn chưa có được cái trí tuệ này. Có một nhân vật chúng ta sẽ thấy rất là quen, đấy chính là anh Thương Tín, vừa rồi chúng ta thấy rất là lùm xùm ở trên mạng, đúng không ạ? Nhưng mà may mắn thay chúng ta không phải là người như thế, bởi vì giờ này nếu như anh chị đang ngồi ở đây thì chúng ta đang có một nhân duyên nào đấy, và chắc chắn ở trong anh chị có khởi phát mong muốn là tìm về bên trong đó, và điều đó nó thể hiện đó là một dạng trí tuệ, đó chính là trí tuệ nội tâm. Mà nếu như anh chị đang đi trên tiến trình này là anh chị đang đi trên tiến trình trí tuệ, và nó sẽ chuẩn bị cho anh chị có một cái tuổi già, có một cái tuổi nó gọi là tuổi trung niên, hoặc có gọi là một cái tuổi chín chắn đấy, mà nó thực sự có trí tuệ đơn giản, và nó là một cái trí tuệ có thể đem đến cho chúng ta sự an bình. Còn vật chất thành công ấy không có nghĩa mang đến cho chúng ta sự an bình. Nếu như mà các bạn xem ở trên VnExpress hay là trang dân trí hay các trang tin tức, chúng ta thấy rằng hiện tại ngay ở trong ngành y tế thôi thì đang có rất là nhiều những cái vụ án, hay là những cái cơ quan ban ngành, hay là những cái người có chức vụ đang được lôi ra ngay ở trong thời gian dịch này, đúng không ạ? Bởi vì họ vẫn đang quay cuồng với quyền lực và thành công và tiền bạc, đúng không ạ? Cho nên an bình không đi liền với tiền bạc. Trên cái việc chúng ta nhìn vào bên trong ấy, nó thực sự là một cái nhìn rất là giá trị. Tuy nhiên nó phải có cái nhìn đúng. Cho nên mỗi một ngày, hàng tháng, hàng năm, chúng ta luôn luôn phải đi tìm những cái công cụ thực sự trí tuệ, thực sự giá trị. Và có thể anh chị, đây là một trong những cái trạm dừng chân, và sau này có thể anh chị sẽ tìm tới nhiều công cụ khác nữa. Nhưng mà Hậu thực sự là rất biết ơn các anh chị, đặc biệt những anh chị đã rất chín chắn rồi mà anh chị vẫn còn có thể ngồi đây để lắng nghe một người có không phải là một người còn trẻ, nhưng mà cũng không phải là một người có độ chín chắn và có thể là trải nghiệm được như các anh chị đó. Thì thông báo với mọi người đây là một cái tiến trình quay về bên trong, là một tiến trình trí tuệ. Vậy thì có rất là nhiều người đã không hiểu về bản thân, và khi không hiểu bản thân chúng ta không thể sử dụng được, giống như một thiết bị điện tử khi chúng ta mua về nhà ấy ạ. Dù rất tối tân, và bộ não của chúng ta là một trong những thiết bị tối tân nhất trong vũ trụ này, thì chúng ta không thể bấm nút và không thể cho nó chạy được. Nếu như mà chúng ta cứ bấm nút bừa ấy thì nó sẽ chạy theo kiểu chập choạng, đúng không mọi người? Có thể sẽ hỏng hóc đó. Cho nên cái việc mà hiểu mọi thứ, hiểu tự nhiên để thuận tự nhiên, nó là một việc vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Vậy thì thông thường rằng là Hậu nhận ra rằng là thông qua những cái liệt kê của các của cái thống kê của Pita ấy, thì Hậu nhận ra rằng là đây chính là những cái biểu hiện của việc thiếu năng lượng. Vì thiếu năng lượng nên mới hay trì hoãn. Người có đủ năng lượng, người nhiều năng lượng họ không trì hoãn đâu ạ. Thiếu năng lượng chúng ta dễ bị phân tâm. Thiếu năng lượng chúng ta cảm thấy quá tải. Thiếu năng lượng nên chúng ta cảm thấy căng thẳng. Đây đều là những biểu hiện của việc thiếu năng lượng. Và thiếu năng lượng này nó không thể hiện được cái chuyện là các anh chị đang đói, đúng không ạ? Hay đang khát, bởi vì thực tế ra bây giờ mấy ai đang đói đâu ạ, đúng không ạ? Năng lượng này đang thiếu là thiếu cái gì, đúng không ạ? Chúng ta thử tìm hiểu xem. Theo thống kê của một cái nhà nghiên cứu là Ben Angel ấy, thì có bốn dạng người thể hiện bốn dạng trạng thái năng lượng. Thứ nhất là dạng người phòng thủ, với cái năng lượng nó chỉ chiếm khoảng 25% cái số năng lượng thực sự mà con người có thể đạt tới. Đó, 0 đến 25%. Người thứ hai nó gọi là nhóm người bảo vệ, tức là họ không phải là người đi bảo vệ người khác đâu ạ, mà nhóm người cái trạng thái cơ thể đang ở trong trạng thái bảo tồn năng lượng, đang tự bảo vệ mình. Nó là khoảng tầm 25 đến 50% còn lại so với cái năng lượng sung mãn nhất của con người. 50 đến 75% năng lượng đó chính là ở những con người nó gọi là dạng năng lượng hiệp đồng, mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là cái hình minh họa, nó gọi là dạng trạng thái năng lượng nó còn khoảng bao nhiêu đấy. Và cuối cùng là người xúc tác, thì cái lượng năng lượng nó rất là cao, khoảng 75 đến 100%. Đặc điểm của những bốn dạng người này là gì ạ? Thứ nhất, người phòng thủ. Đặc điểm như này, chúng ta hãy nhìn xem mình là ai ở trong cái nhóm những người này. Các anh chị đang cảm thấy điều gì?
Thứ nhất, những người này có một cái điểm tích cực là sâu bên trong là muốn khỏe, muốn tốt lên, muốn cảm thấy tốt lên nhưng không biết bắt đầu từ đâu bởi vì họ đang bị che mờ. Họ đang bị rơi vào một trạng thái năng lượng rất là thấp. Cho nên là họ dần gần như rơi vào cái hố, một cái giếng nào đấy. Mà rõ ràng mọi người bên bên ngoài vẫn đang nói cười, vẫn đang hoạt động rất là mạnh mẽ, vẫn đang thoải mái. Nhưng riêng họ thì không cảm thấy rằng là không biết phải bắt đầu từ đâu để xử lý chính mình. Thứ hai là cái cảm xúc của họ thì họ thiếu nhận thức về bản thân, lòng tự trọng thấp, lòng tự trọng và tự tôn rất thấp, tâm trạng thì thất thường, sống thì bị động và thay vì chủ động, thường xuyên trong trạng thái bị động, tê liệt cảm xúc và cô nghịch, cô lập mình với người khác để bảo toàn năng lượng. Đây là một cơ chế tự nhiên của cơ thể đấy. Cô lập mình và thụ động để bảo toàn năng lượng, cái năng lượng nó còn cạn, nó chỉ còn một chút ở trong người thôi, đó, cái năng lượng sống ấy. Cái nhận thức thì thường thường những người này là không tập trung, đờ đẫn và không có khái niệm về thời gian ngày tháng. Tôi hôm nay là ngày bao nhiêu, tuần này là tuần bao nhiêu, tháng này là tháng nào, gần như không để ý đó. Thứ nữa là về sinh lý thì thông thường những người này đi đứng khòm xuống, đầu gục xuống, gặp vấn đề về tiêu hóa, thường là thở rất là nông, dễ mất ngủ và thông thường cơ sở thở và cơ thể sẽ có viêm nhiễm ở bên trong đó, và cơ thể rất là cạn năng lượng. Một ví dụ cho nhóm người này đó chính là chúng ta biết tới danh ca Whitney Houston hoặc là ông vua nhạc pop Michael Jackson, đúng không ạ? Và họ đều là những người qua đời từ rất là sớm. Họ có thành công, họ có tiền bạc, họ có danh vọng và có rất nhiều người hâm mộ. Nhưng mọi người thấy không ạ? Hàng nghìn người bên cạnh bạn, hàng nghìn người hâm mộ bạn không có nghĩa rằng là bạn đang có người đồng hành. Bởi vì chỉ có bạn mới có thể hiểu bạn, chỉ có bạn mới có thể giúp bạn mà thôi. Những con người này họ không thể tự giúp họ. Chính vì vậy cho họ qua đời từ rất sớm, bất chấp họ có nằm trên một đống tiền. Như vậy, ví dụ của những người này để cho chúng ta biết được rằng là gì ạ? Thành công và tiền bạc không có nghĩa là mang đến cho chúng ta, mang lại cho chúng ta sức khỏe và hạnh phúc. Đơn giản bởi vì chỉ có sự hiểu mình và hiểu tự nhiên vũ trụ ấy, mối quan hệ giữa mình và tự nhiên ấy, thì mới mang lại cho chúng ta sức khỏe và sự hạnh phúc mà thôi. Hạnh phúc là một điều gì đó không thể đong đếm bằng tiền bạc được, bởi vì nếu đong đếm bằng tiền bạc ấy ạ thì làm gì có chuyện là họ lại ra đi, đúng không ạ? Thậm chí ra đi trong một tâm trạng rất là bết bát. Thứ hai là nhóm người ở đây người ta gọi là phòng thủ, tức là gì ạ? Họ ở trong một cái cơ chế gì ạ? Năng lượng rất là thấp luôn và nó buộc phải bảo tồn bằng cách nó nằm yên một chỗ, đúng không ạ? Và họ sử dụng rất nhiều các loại thuốc kích thích. Các loại bác sĩ riêng của họ đã tiêm cho họ rất nhiều những cái liều doping hay là những cái liều chất gây nghiện để làm sao họ vượt qua được tạm thời những cái trạng thái năng lượng thấp của họ. Nhóm thứ hai là nhóm người bảo vệ. Đây là những người mà có cái điểm tích cực là biết cố gắng tự động viên mình. Nhưng cảm xúc thì vẫn là những người có lòng tự trọng hạ thấp, không cảm nhận được cái tính tự tôn của mình, tâm trạng thì có thể từ thân thiện và chuyển sang thô lỗ, ít hài lòng hay than vãn theo cách này hay cách khác. Không biết ở đây anh chị có hay than vãn không ạ? Có bao nhiêu người thử thú thật với hậu đi ạ? Chúng ta có hay than vãn không? Than vãn theo cách này hay khác, ví dụ như ngồi với bạn thân này, rồi ngồi với lại người đầu ngõ này, đúng không ạ? Trong quá trình chúng ta chat này, chúng ta có hay than vãn là ui đời nó như thế đấy, đúng không ạ? Rồi dạo này dạo này xã hội nó đảo điên này, đúng không ạ? Công việc chán lắm, mọi người có thấy thế không ạ? Chúng ta có hay than vãn không ạ? Nhóm người này vì năng lượng thấp nên họ sống ở trong trạng thái thụ động nên họ thường hay than vãn. Nhận thức thì thường trí nhớ kém, nhớ nhớ quên quên, khả năng ra quyết định hạn chế, bởi vì trong một ngày chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều các cái việc ra quyết định. Đôi khi cả cái việc là đánh răng thôi là chúng ta phải ra quyết định rồi, có dậy hay không, có dậy dậy 7 giờ, dậy 9 giờ, hôm nay chúng ta có đi tập thể dục hay không là chúng ta đã phải ra quyết định rồi. Và mỗi một lần ra quyết định đấy, bộ não và năng lượng của chúng ta nó sẽ bị sử dụng và chắc chắn là nó sẽ làm cho chúng ta mệt mỏi. Vậy thì những người nào năng lượng thấp thì càng dễ mệt mỏi, và thông qua một vài quyết định đấy thôi là chúng ta đã cảm thấy hết, tức là cảm thấy mệt mỏi khi mà bước sang những công việc khác. Cho nên là thông thường có những người họ bán hàng ấy ạ, họ sẽ gọi điện cho chúng ta vào một số thời lượng nhất định, bởi vì họ biết rằng vào thời điểm đấy cái đồng hồ năng lượng, cái đồng hồ về sinh học của chúng ta ấy, vào thời điểm đó họ cái khả năng ra quyết định nó rất là kém rồi, bởi vì nó đã ra rất nhiều các quyết định trong ngày rồi, cho nên giờ đấy là cái giờ mà có thể là chúng ta đưa ra những quyết định nó không có chính xác nữa đó.
Và những người này cảm thấy mệt mỏi khi phải đưa ra nhiều quyết định, mắc kẹt trong suy nghĩ tiêu cực, dễ trì hoãn và dễ bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích và thường hay thiếu tập trung, không thể tập trung vào một việc gì đó đủ lâu được. Và họ cũng là về sinh lý nhá, cái này chúng ta dễ nhận ra này, người hơi khòm xuống. Người hơi khòm xuống và thường không thẳng lưng. Gặp vấn đề về tiêu hóa nhẹ cho nên nặng mà chúng ta có thể không biết. Thở nông, có thể mất ngủ, viêm nhiễm cơ thể. Năng lượng thì cũng rất là yếu và có thể cơ thể sẽ hay nạp năng lượng thông qua đường và thức ăn bẩn. Gọi là bẩn thì nghe nó hơi nặng nề nhưng thông thường nó là bánh kẹo, đồ ăn dầu mỡ và đồ ăn chế biến sẵn. Thông thường là như thế. Và cho nên là thông thường là ở tuổi trẻ chúng ta sẽ không cảm nhận điều gì đâu. Nhưng khoảng tầm 30, 31 tuổi ấy, thì những người này nếu còn đang sử dụng những cái đồ như này thì thông thường là cơ thể chúng ta hay gặp vấn đề. Mà ở cái lứa tuổi này là cái lứa tuổi chúng ta có những cái hoạt động và lao động học tập rất là mạnh mẽ. Mà nếu như chúng ta có một tư thế cơ thể hơi khòm xuống và cái sải bước chân nó ngắn, chậm chạp ấy, thì thông thường nó đấy đấy là chúng ta ở trong một cái trạng thái năng lượng không có tốt rồi. Và cái người hiệp đồng trạng thái năng lượng có thể cao hơn rất là nhiều. Họ kỳ vọng vào lạc quan, thích ứng với hoàn cảnh, chấp nhận những thách thức. Cảm xúc thì tâm trạng tương đối bình ổn, có nội lực và lạc quan, lòng tự trọng từ trung bình cho đến cao, biết mình đang ở đâu, đúng không ạ? Biết cảm nhận được là tôi cũng có lòng tự trọng của tôi, đúng không ạ? Chúng ta hành động dựa trên lòng tự trọng, không để đẩy mình xuống ở cấp tầm thấp, đúng không ạ? Và mong muốn thành công và ham thích học hỏi. Những người này thì cái nhận thức nó sẽ là tư duy từ việc vừa phải cho đến nhanh, tức là cái tốc độ tư duy ạ. Trí nhớ tốt, chủ động nhưng không phải lúc nào cũng đánh giá được đầy đủ vào hậu quả của hành động, vẫn dễ bị phân tâm bởi mạng xã hội, vẫn dễ bị tác động bởi lời chỉ trích và có ý thức về sự cần thay đổi, chậm trong việc đạt được nhận thức toàn diện nên chưa có sự hành động mạnh mẽ. Cái người như thế này thì rất nhiều trong xã hội, đúng không ạ? Chúng ta ở đây có giống như thế không ạ? Sinh lý thì là những người có tư thế đi khá thẳng, sải chân khá là tự tin, thở dễ sâu. Da thì nó có da sáng sủa, sáng ở đây không nghĩa là ta da trắng, da đen, da nâu hay là người phải da trắng muốt, mà sáng sủa ở đây là cái chất da ấy. Cái chất da nó sẽ thể hiện cái trạng thái khỏe mạnh của da. Ăn uống khá lành mạnh nhưng vẫn có thể trở về trạng thái người bảo vệ, tức là cấp độ 25 đến 50%. Và cuối cùng là nhóm người xúc tác. Đây là cái nhóm mà thích nghi nhanh chóng, dám đón nhận các thách thức đó, không bị phân tâm bởi chỉ sử dụng cái mạng xã hội ở mức tối thiểu, bởi vì họ có rất là nhiều các mục tiêu, có rất là nhiều thứ và họ có thiên hướng tập trung cho những cái tác vụ, những cái gì mà quan trọng ở trong cuộc sống của họ. Cảm xúc thì tâm trạng tương đối bình ổn, có thường thường là bình ổn, có nội lực, có lạc quan, lòng tự trọng cao, mong muốn thành công và có một cái trạng thái nó gọi là không thể ngăn cản luôn. Không thể ngăn cản, tức là cái trạng thái hành động và rất là mạnh mẽ luôn đó. Nỗ lực cao để có thành công, có động lực, có cảm giác hài lòng. Cái cảm giác hài lòng chỉ có thể xảy ra với những con người có hành động và quyết liệt mà thôi, còn những người không hành động thực sự để đi tới kết quả đương nhiên lấy đâu hài lòng đúng không mọi người. Yêu sự học hỏi, nhận thức thì thường tư duy nhanh, trí nhớ tốt, quyết đoán, có tổ chức, minh mẫn, có nguồn lực tinh thần để đánh giá hậu quả của hành động và dễ dàng tập trung, tức là họ chuyển từ tác vụ này sang tác vụ khác ấy, thì họ rất là dễ tập trung luôn. Và sinh lý thì thường là những người có tư thế thẳng, đầu hướng lên, sải chân tự tin, thở sâu và da sáng sủa và chế độ dinh dưỡng hoạt động khá lành mạnh, đúng không? Nếu mà nói về lành mạnh thì không phải ai cũng có thể lành mạnh được, không thể lành mạnh hoàn toàn được. Tất nhiên là có những người gọi là những nhà dinh dưỡng chẳng hạn, hay là những cái người về vận động viên thì có thể là cái hoạt động dinh dưỡng và thể chất của họ sẽ lành mạnh hơn chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta thì là những người mà không hoạt động trong lĩnh vực đấy chẳng hạn, thì việc chúng ta duy trì một cái chế độ tương đối lành mạnh đã là rất là tuyệt vời rồi, đúng không? Vậy thì trong bốn bốn dạng người này, Hậu sẽ cho mọi người xem lại. Vậy thì các anh chị đang ở dạng người nào? Nãy giờ các anh chị nghe ạ, người hiệp đồng hay người xúc tác, ở đây có bao nhiêu người cảm thấy chúng ta đang ở trạng thái của người xúc tác ạ? Người xúc tác đây này, 75 đến 100% này. Bao nhiêu người trạng thái bảo vệ? Còn người người phòng thủ, tức là cấp độ thấp nhất thì chắc là không có ở đây rồi, bởi vì có chắc chúng ta không ngồi đây nữa. Cho họ xem nhá, xem mọi người nào. Người xúc tác tuyệt vời. Ai đang ở trạng thái người xúc tác thì hâm mộ quá. Mọi người thì nhắn lên cho chúng ta ở trạng thái nào nào.
Lương Minh Hạnh là người số 3, tức là người hiệp đồng đúng không ạ? Người xúc tác Nguyễn Văn Hải. Tuyệt vời, người xúc tác là tuyệt vời. Dung Thùy đang là người số 2, người hiệp đồng Ngọc Tuyền. Người hiệp đồng, rất là nhiều người học tuyển, rất là nhiều người hiệp đồng luôn. Hiệp đồng, người số 3, người số 2, có những người đang tự nhận mình là số 2 cơ. Rồi, người số 2 thực sự chúng ta sẽ phải biết tự giúp mình nha. Và phải đi tìm cái người để giúp mình nữa. Người hiệp đồng. Hậu thấy thì là đa phần chúng ta sẽ cảm thấy mình đang ở trạng thái người số 3 đúng không ạ? Chúng ta thử nhìn cái trạng thái sinh lý của chúng ta là chúng ta biết. Khi bạn ngồi bằng người bạn ấy gật gù, muốn ngả nghiêng, trạng thái đi đứng nằm ngồi nó không có cái sự vững chãi. Chúng ta cảm thấy nhanh chóng mệt mỏi, lưng gù, đi đứng uể oải, làm việc gì thông qua tác vụ này tác vụ kia nó cảm thấy nó mệt mỏi đúng không ạ? Tâm trạng thì nó thất thường, chán nản hoặc khó tập trung thì chúng ta có thể biết mình đang ở trạng thái nào rồi. Ok, rất là nhiều những người hiệp đồng, còn người xúc tác thì Hậu đã thấy là cũng có khoảng hai ba anh chị ạ. Chúc mừng các anh chị đang ở trạng thái người xúc tác nhé. Thông thường cái người xúc tác này thì họ sẽ có một cái đặc điểm là như thế này mọi người, có nhiều năng lượng tinh thần, có khả năng đứng dậy sau thất bại. Khi mà họ gặp thất bại, những người xúc tác không có nghĩa là không có thất bại nha, nhưng khi mà sau thất bại họ có khả năng đứng dậy, họ có cái động cơ để đứng dậy, bởi vì những người này có tự trọng cao, không sợ đi tìm kiếm sự giúp đỡ, trong trạng thái chủ động đấy. Chủ động xin sự giúp đỡ là một chuyện khác nha. Năng lượng đến từ sự kết hợp từ thể chất, tinh thần, tâm linh và cảm xúc, đây là bốn thành phần ở trong cái năng lượng của con người. Và thường thường những người này là những người kiến tạo giá trị. Bạn càng đi tới trạng thái năng lượng tốt của bạn ấy, thì bạn có thiên hướng là cái người tạo giá trị và bạn truyền cảm hứng. Bạn sẽ làm được nhiều công việc ở trong cuộc đời. Bởi vì sao? Vì bạn có rất nhiều năng lượng đúng không ạ? Cho nên là những người này làm sao có thể hành động một cách dập dờ được đúng không ạ? Cho nên thông thường những người này sẽ kiến tạo được nhiều giá trị ở trong xã hội. Ít nhất là họ lao động, học tập. Hoặc là có những người họ sẽ truyền cảm hứng thông qua một cái công việc của họ, thông qua cái tấm gương trong cuộc sống. Còn đa phần chúng ta là ở trạng thái người hiệp đồng. Cho nên việc chúng ta trở thành người xúc tác đó là một nhiệm vụ của chúng ta ở trong năm 2022. Nếu không phải bây giờ thì bao giờ ạ? Chúng ta thử nghĩ xem rằng là nếu không phải là bây giờ, nếu như chúng ta lại là gì ạ, diễn tiến điều này, bạn sẽ ra sao nếu như một năm tới mọi thứ lại diễn ra y như năm vừa qua, bạn vẫn là người ở bảo vệ hoặc là vẫn là người xúc tác, bạn định diễn ra như thế mãi mãi hay sao? Đúng không ạ? Chúng ta cần một cú hích. Nếu như năm 2022 chúng ta bắt đầu lấy đà đúng không ạ, thì năm 2023 có thể trở thành một năm tuyệt vời, nhưng nếu năm 2022 bạn vẫn không có nhận thức gì nhiều đúng không ạ? Đấy. Người hiệp đồng. Rồi đây, người hiệp đồng đây. Đấy. Cho nên là thành công, con đường vạn dặm đến từ bước chân đầu tiên. Nếu như năm nay bạn không quyết định để đẩy mình sang cấp độ người tiếp theo thì bao giờ? Đúng không ạ? Đây, người hiệp đồng đấy ạ. Đa phần chúng ta đang ở trạng thái người hiệp đồng. Như thế này cũng rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà bạn cần đi tới cái lộ trình tiếp theo. Đó. Mọi người sẽ thấy rằng đây chính là của những con người ở trạng thái xúc tác trở lên. Thứ nhất là nhà đào tạo Tony Robbins. Thứ hai là một nhà phát minh rất là nổi tiếng, đó là ngài Elon Musk, đó là CEO của tập đoàn Tesla đúng không ạ? Đang chế tạo tên lửa cũng như là xe hơi điện thì rất là nổi tiếng và trở thành con người tỷ phú giàu nhất thế giới. Đang gần trở trở thành người giàu nhất thế giới, không biết là thống kê từ mấy tháng trước ấy, thì như thế. Và ông là người đứng dậy sau thất bại một cách ngoạn mục luôn, như một bộ phim luôn, và người ta đã ví Elon Musk như là một phiên bản ngoài đời thực của Iron Man. Và cuối cùng là Quang Hải. Ở đây thì Hậu chưa tìm thấy, chưa có thời gian để đi kiếm một cái tấm gương của người xúc tác là phụ nữ
Mà nói thật là nam giới có rất là nhiều lợi thế luôn á, cho nên là thực sự là người phụ nữ thì hơi thiệt thòi một chút là chúng ta sẽ có rất là nhiều các mối bận tâm ở trong gia đình. Thì đây chính là những con người họ có thành tựu, và mọi người sẽ thấy rằng là ấy, nhất là cái nhà đào tạo Tony Robbins, kể cả Quang Hải, thông thường những con người có cái trạng thái năng lượng cao ấy và họ có mục tiêu ấy, thì thông thường cái cơ thể của họ được điều chỉnh một cách tự nhiên, đó chính là họ không thể đứng khòng lưng được, nó rất tự nhiên nó là như thế. Thông thường là họ có một cái tư thế rất thẳng, bởi vì tư thế thẳng chính là tư thế sẵn sàng, tư thế chủ động nó mới có thể thẳng được đó, đấy là tư thế sẵn sàng. Bây giờ đây chính là nhà, đây chính là không biết là mạng mẹo này nhỉ. Mọi người có đạt được tín hiệu không ạ? Chúng ta sẽ xem video. Không ạ. Okay, giờ sẽ xem video nha. Chúng ta hãy để ý cái tư thế của họ nha. Mọi người có đang nhìn thấy video không ạ? Chúng ta có đang nhìn thấy video không ạ? Không thấy cô ơi, không thấy đâu ạ. Không thấy cô ơi. Nghe cái giọng quen. Sorry mọi người. Lại nha. Ok mọi người chờ chút nha. Cái mạng nó hơi có vấn đề một chút. Người đã nhìn thấy chưa ạ? Đây. Đây. Đây là diễn giả nổi tiếng nhất thế giới. Và ông nhận được 1 triệu đô trong một đêm, trong một cái buổi đào tạo. Và trước đây ông rất là gầy gò, rất là gầy gò và có một cái tuổi thơ quá khứ không hề suôn sẻ một chút nào, và ông trở nên vô cùng mạnh mẽ và trở thành nhà truyền cảm hứng nổi tiếng số một thế giới, mà ngay cả các vị tổng thống và các ngôi sao nổi tiếng toàn cầu cả về thể thao cũng phải tìm đến ông để nhận được sự giúp đỡ, đúng ạ, để truyền cảm hứng đó. Tiếp theo chúng ta có thể nhìn một nhân vật, đó chính là cầu thủ Quang Hải, trạng thái năng lượng đỉnh cao của anh đây ạ. Người rất nhỏ đúng không ạ, không hề cao to à, nhưng mà có những cái bàn thắng tuyệt vời đúng không ạ.
cái trạng thái của những người mà làm thể thao thực sự ấy, họ có một đôi mắt mà mắt phối hợp tay chân cơ thể rất nhanh chóng, bởi vì họ có một cái sự tập trung cao độ. Chỉ sự tập trung và có mục tiêu nó mới tạo ra sự mạnh mẽ mọi người ạ. Nó tạo ra một cái thể chất sung mãn. Thể chất sung mãn thì không chỉ dành cho đàn ông hay đàn bà đâu ạ, mà là nó chỉ về những cái con người đó đang có một cái trạng thái năng lượng mạnh mẽ. Và điều này nó không chỉ dựa trên sức khỏe và cũng không chỉ dựa trên tinh thần của chúng ta, mà nó là một tổ hợp, nó là một tổ hợp. Con người chúng ta sẽ có cái trường năng lượng thuộc về thể chất, tức là physical, nó liên quan đến dinh dưỡng và hoạt động thể chất hợp lý. Thứ hai là năng lượng tinh thần, tức là mental, liên quan đến việc học tập, động lực và ý chí của con người. Năng lượng thứ ba là năng lượng tâm linh, spiritual, tức là nó liên quan đến sự khám phá bản thể của con người và mối quan hệ của con người đối với mọi tạo vật. Và năng lượng số 4 đó chính là năng lượng cảm xúc, liên quan đến sự cân bằng những cái cảm xúc của con người và những cái trí tưởng tượng tích cực. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là rất là nhiều người chúng ta sẽ không có một cái ý chí và nghị lực. Chúng ta sẽ đọc những cái bài học về thành công và chúng ta thấy rằng là phải, họ nói rằng phải sao chép những người thành công, chúng ta phải đi đứng, chúng ta phải thế nọ, phải thế kia, phải đọc sách, bạn phải có nghị lực lên. Mà Hậu Hậu đã thường có một cái câu chuyện rất là buồn cười là Hậu thường nghe như này này: tôi cảm thấy thiếu nghị lực. Và những cái quyển sách hay là những cái bài báo nói về cái việc mà thay đổi, phát triển con người và giúp cho con người có nghị lực thì thông thường nó cũng chỉ dẫn tới cái việc chúng ta là gì ạ? Nó toàn bộ bài báo nó nói như thể là vậy này: tôi cảm thấy không có nghị lực, thế thì bạn hãy nghị lực lên. Tôi cảm thấy buồn, thế thì bạn hãy vui lên, đúng không ạ? Tôi cảm thấy chán nản, thế thì bạn hãy phấn khích lên. Tức là cái phương pháp để đưa tới điều đấy ấy, nó thông thường nó là những thứ rất là sách vở và nó không có một cái đường đi nước bước nào cụ thể. Đó chính là lý do tại sao khi gặp thần chú Hậu, Hậu cảm thấy nó có những con đường, có những cái rất là rõ rệt ra để chúng ta biết là ta cần phải làm gì với điều đó. Chúng ta xác định ta có năng lượng thần số nào thì chúng ta có cái cách thức để phát triển năng lượng thần số đó. Và những học viên ở trong khóa học phù thủy số học, hay gọi là master thần số học của Hậu, thì họ biết rất rõ về cái phương cách này. Cái quan trọng là họ cần phải có sự thực hành thực sự, họ mới cảm nhận được cái sự vi diệu của nó. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là con người á, chúng ta không chỉ cố gắng về mặt ý chí không, bởi vì khi chúng ta cố gắng về mặt ý chí, nó không khác gì một bộ máy khô dầu, chúng ta dắt một cái xe của chúng ta ra và cái lượng xăng nó đã cạn kiệt rồi, nhưng bạn vẫn đang cố đề nó, bạn vẫn cứ bấm nút đề và nó kêu tiếng gì ạ? Nó kêu khè khè khè, và cái máy không hề chạy, hoặc nó chạy được một lúc thôi là loại dừng. Bởi vì sao? Bạn vẫn đang cố nhấn nút khởi động nhưng năng lượng thì đã hết rồi, làm thế nào để nó chạy được ạ? Nó vẫn sẽ cố gắng, và cơ thể chúng ta cũng như vậy. Nếu như bạn cứ nói rằng cố lên cố lên cố lên, nhưng cái phần thể chất của bạn, phần tâm linh của bạn, phần cảm xúc của bạn, bạn không coi trọng nó, bạn chỉ gì ạ, chỉ cố gắng về mặt tinh thần thôi, lúc nào cũng tôi phải cố lên mới được, tôi phải cố lên, đúng không ạ? Bởi vì sao? Các sách động lực, các sách ý chí nó nói rằng là con người nó phải lúc nào cũng phải quyết liệt, phải quyết tâm, phải dựa vào mình, đúng không ạ? Vậy thì việc bạn ở cùng với người khác, bạn có được sự động viên khích lệ của họ, và đôi khi bạn phải động viên khích lệ họ, bạn nhận được sự động viên khích lệ, và đôi khi bạn phải động viên khích lệ họ, nó là gì ạ? Đó chính là bạn phải có sự giao lưu về mặt cảm xúc. Bạn đôi khi bạn phải ăn uống, bạn phải tập luyện, đúng không ạ? Đó chính là bạn quan tâm tới cái góc độ thể chất physical. Thứ nữa, bạn tìm về những cái góc độ tâm linh, bạn khám phá mối quan hệ giữa bản thân mình với vũ trụ và tìm về bên trong bản thể để hiểu bản thân mình. Đó chính là bạn chăm sóc cho tâm linh. Như vậy bạn phải hiểu rằng là gì ạ? Bạn không chỉ tập trung vào một thứ mà thôi. Có rất nhiều người họ chỉ tập trung vào thể chất thôi ạ. Làm sao cho đẹp trai xinh gái, ăn uống đầy đủ, thậm chí ăn nhiều đằng khác, đúng không ạ? Nhưng những phần còn lại tâm linh không để ý, đúng không ạ? Học tập tinh thần không có. Có những người chỉ tập trung vào cảm xúc, đó là yêu đương, đó là giao lưu, đó là kết bạn, nhưng gần như là gì ạ? Họ khá là ngờ nghệch về các vấn đề khác, đúng không ạ? Và họ khổ vì cảm xúc luôn. Vậy thì ở đây chính là bạn đang chăm sóc một cách mất cân bằng các cái phạm trù năng lượng của con người đó. Cho nên rất nhiều người là gì ạ, khi họ cố gắng về mặt tinh thần thì họ luôn luôn là gì ạ, cố gắng tiến lên, và họ rơi vào chủ nghĩa khắc kỷ: lúc nào tôi cũng phải cố lên, tôi phải tự dựa vào chính mình, đúng không ạ?
họ trở nên là người khắc kỷ, khắc nghiệt và khó khăn với chính mình, và dẫn đến đôi khi họ khắc nghiệt với chính mình thì thường hay phán xét và đánh giá người khác rất kinh khủng, đúng không ạ? Cái cách bạn nhìn chính mình ấy chính là cái cách bạn đánh giá người khác, và cách bạn đánh giá người khác chính là cách bạn nhìn chính mình đấy. Tiếp theo là về mặt thể chất, có những người ăn uống và đắp vào cái tấm thân này quá mức, rồi có thể họ tập luyện quá mức, có thể là họ quá mức về việc hưởng thụ, nhưng cũng có thể là họ quá mức về việc tập luyện. Đó. Cái việc quá mức phần nào nó cũng có vấn đề. Về phần tâm linh, có thể gì họ không, họ đi tìm đến những cái con đường là bị mê tín xin xăm, cái sự thiên lệch quá mức về một điều gì đó nó sẽ có vấn đề. Và về phần cảm xúc, rất nhiều người là gì ạ, quá tập trung vào cảm xúc, và đôi khi họ bị rơi vào quá mức ấy. Họ là vì con mà sống, vì bạn mà sống, vì gia đình mà cố, đúng không ạ? Như thế là bạn đang bị mất cân bằng, cho nên là dù sự mất cân bằng nào thì nó cũng đều đều như một cỗ máy khô dầu vậy, và chúng ta cứ cố gắng nhấn nó thì sẽ có một lúc nào đấy nó có vấn đề. Cho nên là cuộc sống của bạn nó sẽ là sự cân bằng của tất cả các phạm trù này, và cái phạm trù tâm linh là phạm trù cao nhất. Những cái gì liên quan đến thể chất là phạm trù thấp nhất của con người, nhưng tuy nhiên không thể loại trừ được bất cứ phạm trù nào. Cho nên đấy chính là lý do tại sao mà chúng ta thấy mở mắt ra truyền thông nói rằng bạn hãy tập thể dục đi. Tại sao cứ phải tập thể dục? Những con người tập trung quá nhiều vào tinh thần, tập quá nhiều vào tâm linh chẳng hạn, hoặc là chúng ta thích hoạt động tinh thần, chúng ta thấy rằng chẳng có lý gì phải hoạt động thể chất cả. Thông thường là ở tuổi trẻ chúng ta không cần tập thể dục, đúng không ạ? Nhưng dần dần chúng ta thấy truyền thông nói rất là nhiều lần, có lý do cả mọi người ạ. Bởi vì sao? Nó là một trong các phạm trù năng lượng của chúng ta. Thể chất, tinh thần, cảm xúc và cuối cùng là tâm linh. Bây giờ thử nhìn lại các cấp độ bài học của các đường đời đi. Chúng ta đã comment lên trên, chúng ta đã nhắn tin lên trên, và tất cả mọi người đều nhìn thấy cái đường đời của nhau rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhé. Đường đời của bạn nó là những hoàn cảnh, những tình huống mà vũ trụ đặt ra để linh hồn của chúng ta học một điều gì đó, học một cái kỹ năng gì đó, một tổ hợp kỹ năng liên quan đến cái con số của chúng ta. Con số 1 sẽ có những bài học như sau, và khi chúng ta càng học được các cấp độ, bạn giống như kiểu bạn học ở trường ấy ạ, là những cái cấp độ thấp cho đến cấp độ cao. Nếu bạn giải được bài tập lớp 1 thì dần dần nhà trường sẽ cho bạn tốt nghiệp lớp 1 và sang lớp 2. Lớp 2 sẽ đến lớp 3, nhưng nếu mà bạn vẫn loay hoay ở bài tập lớp 1 thì bạn không thể tốt nghiệp lớp 1 được. Bạn không thể lên lớp giống các bạn được, đúng không ạ? Chúng ta không tốt nghiệp ở cấp 1, chúng ta không lên được cấp 2, và bài học đường đời cũng như thế thôi. Bạn sẽ phải trải qua các cấp độ mà cô giáo, trường hoặc vũ trụ đặt ra. Và nếu như chúng ta không đạt được các cấp độ cơ bản đầu tiên, bạn sẽ thấy bạn loay hoay trong cuộc đời. Cấp độ đầu tiên là gì? Sẽ có hàng nghìn, hàng vạn, hàng trăm, hàng triệu cấp độ. Nhưng ở đây, vì chúng ta sẽ liệt kê với nhau ở những cái cấp độ mà nó đơn giản nhất có thể. Cấp độ đầu tiên, đó chính là cấp độ tồn tại thôi. Với những người có đường đời số 1 thì họ phải học bài học tự chủ và độc lập. Vậy thì ở cấp độ 0 nhá, dưới cấp độ 1 đấy là những người không có sự độc lập, đúng không ạ? Phụ thuộc và lệ thuộc. Cho nên chúng ta đừng nghĩ người có đường đời 1 đấy là những người độc lập đâu. Không, họ đang phải học bài học độc lập. Có một điều gì đó nhấn họ xuống, bỏ họ bơ vơ, khiến cho họ buộc phải độc lập. Và mỗi khi họ dựa dẫm vào người khác thì họ không tốt nghiệp được lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, dẫn tới họ không thể đạt được những cái sự mạnh mẽ, những thành tựu lớn ở trong cuộc đời. Bạn sẽ phải học từng cấp độ một. Ở đây có ai có đường đời một thì xác nhận đi ạ. Chúng ta có thấy rằng là đôi khi có những người thì họ sẽ đạt được cái mức độ độc lập rất là cao, nhưng có những người vẫn phải đang đấu tranh chật vật với lại sự độc lập đó, đúng không ạ? Chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác, chúng ta đưa ra quyết định mà chúng ta lại hối lỗi, chúng ta cảm thấy rằng là để cho người khác quyết định thay vì để cho mình quyết định, đúng không ạ? Vậy thì khi bạn vượt qua được cái cấp độ dưới cấp độ 1 thì ở cấp độ cao hơn, những người này thường là những người tự chủ độc lập, tin tưởng vào bản thân. Đó, khi mà bạn bắt đầu có sự tự chủ độc lập rồi thì ở cấp độ 2 bạn có cơ hội trở thành leader, trưởng nhóm. Có thể bạn trở thành một cái nhà tự kinh doanh, bạn có thể dẫn dắt đội nhóm nhỏ, hoặc nhỡ với tư duy tiên phong và sáng tạo, bởi vì con số 1 là con số đầu tiên, nó rất là tiên phong như một con đại bàng. Nếu như ai đó đã có bản đồ cuộc đời rồi, map for life rồi, chúng ta sẽ thấy cái biểu tượng ở trong bản đồ sẽ mở ra, đó chính là biểu tượng con đại bàng, đúng không ạ?
Một con đại bàng độc lập ở trong tự nhiên, và đại bàng thì không chờ thức ăn đến mồm như là bồ câu hay chim sẻ đúng không ạ, mà nó sẽ gì ạ, tự ra ngoài sinh tồn, rất là độc lập và nó không bay theo đàn đúng không ạ. Đấy chính là con đại bàng. Cấp độ thứ hai đó chính là thứ bạn trở thành đó. Cấp độ bạn có cơ hội trở thành cái leader và trưởng nhóm hoặc là người tự kinh doanh làm chủ cho chính mình. Chính mình là ông chủ cho chính mình hoặc mình cũng là ông chủ của những người khác nữa. Ở cấp độ 3 thì bạn có cơ hội để trở thành quản lý, giám đốc, đó, chủ doanh nghiệp, người sáng tạo, đột phá. Thông thường bạn sẽ quản lý điều hành một bộ phận, một hệ thống hay một tổ chức ở cỡ tương đối. Ở cấp độ 4 thì bạn có cơ hội trở thành chủ công ty, tập đoàn, lãnh đạo của các lãnh đạo. Đây là một cấp độ rất cao rồi, đúng không ạ? Có thể rằng là những người này thì họ 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 đã là rất là nổi danh rồi, biết mặt đặt tên rồi, và thông thường đối với người đường đời số 1 khi họ ở cấp độ này và gần như đường đời nào cũng như thế, thì cái mức học bài học đường đời của họ nó cũng đi cùng với danh tiếng và quyền lợi, tiền bạc cũng như sự thành công và sự hài lòng đúng không ạ. Ở cấp độ 5 thì họ trở thành nhà lãnh đạo kiến tạo giá trị, tiên phong đột phá, là nhà sáng tạo và nhà phát minh có tầm vóc lịch sử. Ví dụ như nhà phát minh Edison chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, nhà phát minh bóng điện. Rất nhiều nhà phát minh, hay là giống như là Elon Musk chẳng hạn, cũng là một nhà phát minh, đúng không ạ? Nhưng mà đây đấy là người người kiến tạo thôi, còn người phát minh thì họ có giá trị, tức là họ là người phát minh ra một cái công nghệ gì đó thì rất là đặc biệt. Thì ở cấp độ 5 này, họ có cơ hội trở thành người nổi tiếng toàn cầu. Thực sự là như thế, cái công trình của họ là gì ạ? Nó bền vững, với lại nó gọi là bền trường tồn luôn á. Đấy. Thì ở cấp độ 5 là như thế. Đối với những người có đường đời số 2 thì ở cấp độ dưới cấp độ 1 thì họ thường thường là những người ích kỷ và ít lắng nghe. Nhưng lên đến cấp độ thì bản thân những người số 2 sẽ là những người thân thiện và giàu tình cảm, sống biết có mình có ta. Có mình có ta, biết hợp tác chứ không phải là sống ích kỷ. Đấy. Ở cấp độ 2 thì họ sẽ tiến đến cái sự biết lắng nghe, biết thấu cảm, biết quý trọng mối quan hệ, biết chia sẻ và giúp đỡ người khác, biết vì người khác nhiều hơn. Và họ là những người lắng nghe rất là tốt. Ở cấp độ 3, họ tinh tế, khéo léo và hợp tác. Đây là một cấp độ cao rồi. Sống khéo nhá. Và biết ngoại giao, biết hòa giải, biết tạo ra bầu không khí ôn hòa cho người khác. Tức là họ đã vượt qua cả hai cấp độ trước đó rồi. Họ có tất cả các cái phẩm chất, họ có những phẩm chất của cấp độ trước rồi, đúng không? Đến cấp độ 4, họ là nhà kết nối các mối quan hệ, nhà thuyết phục và hòa giải. Họ có thể hòa giải, hợp tác, giúp mọi người gần lại với nhau và đem cơ hội đến cho người khác nữa, đúng không? Họ giới thiệu người này, người kia được. Và ở cấp độ 5 thì họ trở thành nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao, mang phong cách hòa giải đúng không ạ? Họ có tính cách hòa giải, hợp tác, đem tổ chức gần đến với tổ chức cộng đồng, đến gần với cộng đồng, giữa những nhà ngoại giao chẳng hạn. Những người có đường đời số 3 thì cái cấp độ đầu tiên trước cấp độ 1 đó, đó là gì ạ? Thay vì bạn là con bướm nhiều màu, bạn chính là cái người mang đến niềm vui sống cho người khác, bạn như một đứa trẻ thơ, vui vẻ. Thì bạn, những cái con người đường đời 3 ở cấp độ thấp ấy, là họ làm sao ạ? Ngại thể hiện bản thân, không dám nói ra ý kiến của mình, ủ rũ buồn bã, tẻ nhạt, có tài năng cũng không dám khoe ra. Thì ở cái cấp độ 1 đấy thì họ sẽ trở thành những người thân thiện, lạc quan, vui vẻ. Đấy, thân thiện, biết bắt chuyện, biết nói chuyện và vô tư, thoải mái. Đó, mang lại niềm vui cho người khác. Ở cấp độ 2, họ sẽ là người lạc quan, tự tin, lan truyền cảm xúc và biết ăn nói, biết sử dụng ngôn từ của mình. Có khả năng dùng khả năng ăn nói này, năng lực nghệ thuật để tạo niềm vui cho chính mình và cũng có thể giúp cho người khác vui vẻ. Ở cấp độ 3 là họ sẽ biết giao tiếp, thuyết phục và biết tạo cảm xúc cho người khác, biết tạo ảnh hưởng bằng ngôn từ và phi ngôn từ hoặc bằng khả năng nghệ thuật của họ. Ngôn từ là những gì chúng ta nói ra, còn phi ngôn từ sẽ là gì ạ? Điệu bộ, cử chỉ, quần áo, đúng không ạ? Rồi kể là giọng nói trầm bổng lên xuống. Ví dụ như Hậu đang sử dụng giọng nói nhá, mọi người sẽ thấy là đầu câu họ nói một kiểu, cuối câu sẽ nói một kiểu, tùy theo mục đích của cảm xúc mà Hậu đang tạo ra nó là cái gì, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái năng lượng thần số 3 đó. Ở cấp độ 4 sẽ là người truyền cảm hứng, nó lên cao rồi, thổi được động lực, truyền cảm hứng nhờ năng lực ngôn ngữ và biểu đạt nghệ thuật xuất sắc cho tổ chức và cho cộng đồng. Càng lên cấp độ cao, khả năng gây ảnh hưởng của họ càng cao rồi, và dần dần là gì ạ? Cấp độ của người xuất sắc,
Người xúc tác họ mới có thể làm được những điều như này, mọi người nhé. Ở cấp độ 5 thì họ là bậc thầy truyền cảm hứng, có thể là bậc thầy nghệ thuật, truyền cảm hứng sống lan tỏa giá trị nghệ thuật và niềm vui đến hàng triệu con người ở trên quốc gia và thế giới. Đó, cấp độ 5 này rất là số ít, là số ít ở trong thế giới này. Đối với người đồng đời số 4, chúng ta hãy để ý nha. Thay vì kỷ luật và là người tiết kiệm, là người sống thực tiễn, là người có trật tự tư duy, có hệ thống, thì những người ở dưới cấp độ 1 sẽ là những người bừa bộn, thiếu trách nhiệm, thiếu kỷ luật. Khi chúng ta đến cấp độ 1 thì chúng ta bắt đầu bước vào lãnh địa của những người sống trật tự, chăm chỉ, thực tế và trung thực, sống có sắp xếp. Đó. Ở cấp độ 2 thì họ là những người biết chăm chỉ, tiếp thu, giỏi chuyên môn và chuyên sâu. Kỹ năng có thể rất là chuyên sâu, có kiến thức tốt, giỏi thực thi và tạo ra những kết quả cụ thể và làm việc rất là có phương pháp, bởi vì phương pháp chính là đặc quyền của những người con số 4 và những người con số 22. 22 gạch 4 đó mọi người. Cấp độ 3 là chuyên gia và nhà quản lý, họ giỏi đóng gói, đưa ra quy trình cho tổ chức để hướng dẫn, chuyển giao, giỏi giám sát, quản trị theo tiến độ và mục tiêu. Đúng không ạ? Hậu sẽ share slide sau buổi này mọi người nhá, ở cái phần cấp độ này mọi người nhá, cho nên là chúng ta vui lòng, thời gian thì chúng ta không có nhiều, cho nên là chúng ta sẽ hậu sẽ không quay trở lại slide nữa. Ở cấp độ 4 là nhà quản lý tập đoàn, tổ chức, chuyên gia có ảnh hưởng, họ tổ chức quản lý điều hành, hoặc là nhà nghiên cứu đưa ra những quy trình quy mô cho tổ chức. Và cấp độ 5 là bậc thầy chuyên gia và nhà kiến tạo, tạo ra hệ thống dây chuyền có thể chuyển giao được trên quy mô lớn và bền vững. Với người có đường đời năm, ở đây Hậu vừa thấy rất nhiều nhiều người đường đời năm nha. Thì cái cấp độ đầu tiên, người đường đời năm sẽ phải học sự linh hoạt, thích nghi, sáng tạo, đổi mới, đúng không ạ? Thế thì ở cái cấp độ dưới cấp độ 1 thì họ là những người sợ sự thay đổi, sợ hãi sự thay đổi, sống mờ nhạt, đúng không ạ? Thế thì vào cấp độ 1 thì họ là những người biết yêu tự do, biết thích nghi với hoàn cảnh, thích thích sự thay đổi, biết linh hoạt, biết chấp nhận hoàn cảnh để thích nghi, nắm bắt hiện tại, biết sống với hiện tại. Ở cấp độ 2 là những người truyền năng lượng và động lực cho tổ chức, giỏi giao tiếp, mang lại sự vô tư nhiệt tình cho nhóm, biết chốt thời cơ và biết quảng bá bản thân, dùng trải nghiệm của mình để tạo ra sự thú vị cho người khác. Ví dụ như là đến đó, mọi người cần tìm cái chỗ nào ăn là tôi biết ở chỗ này ăn đấy, đúng không ạ? Rất thoải mái và rất vô tư. Người số 5 là người rất giàu kinh nghiệm, nên việc kinh nghiệm của chúng ta mang lại sự thú vị cho người khác rất là tuyệt vời. Ở cấp độ 3 sẽ là một nhân tố đổi mới bắt kịp thời đại, luôn luôn có những ý tưởng sáng kiến để cải cách những gì đó cũ kỹ lạc hậu, đem đến làn gió mới cho tổ chức, biết quảng bá và biết tạo xu hướng. Cấp độ 4 là người tạo xu hướng, thiết lập xu hướng mới, cải cách cộng đồng, khiến cho người khác muốn đi theo, đánh đổ cách làm cũ và tư duy cũ trong tổ chức. Và cấp độ 5 là nhà cải cách, cách tân, tạo ra tư duy cách mạng và đổi mới, thay đổi cả quốc gia và cả thế giới. Chúng ta biết đến một người có đường đời năm là nhà cải cách và cách tân, đó chính là Tổng thống Abraham Lincoln ấy. Rồi là CEO của Facebook là Mark Zuckerberg, đúng không ạ? Người làm ra Facebook ấy. Người có đường đời số 6 thì cấp độ 1 là người trách nhiệm, hy sinh, thương yêu, sống có trách nhiệm với gia đình, với người xung quanh, biết chăm sóc chính mình và giúp đỡ người khác. Ở cấp độ 2 là người nuôi dưỡng giàu trắc ẩn, biết cân bằng cuộc sống và sống biết hy sinh, tận tâm yêu thương gia đình và cộng đồng, biết tạo ra và duy trì thuần phong mỹ tục trong gia đình. Những người con số 4 và những người con số 6 chính là những người duy trì thuần phong mỹ tục trong gia đình đó. Đó, cho nên là số 6 chúng ta sống đúng với năng lượng số 6 là nó rất là tuyệt vời đó. Đây là một trong những đường đời đáng yêu nhất ở trong bộ số. Cấp độ 3 là nhà chữa lành cảm hóa về thân tâm, giúp đỡ người khác bằng từ tâm yêu thương, có tinh thần phục vụ, hy sinh, khả năng chữa bệnh, biết sử dụng sự sáng tạo để tạo sự hài hòa và chữa lành tại bất cứ nơi đâu chúng ta tham gia. Ở cấp độ 4 là nhà lãnh đạo từ trái tim, nhà Recording chữa lành. stopped. Đó, biết dẫn dắt cộng đồng bằng tình yêu bao dung. Mọi người có vẫn nhận được tín hiệu của Hậu đúng không ạ? Recording in progress. Và có giá trị, những người này là những người có năng lượng chữa lành mọi người nhé. Họ đi đâu, họ chưa làm gì đâu, nhưng mà cái thần thái của họ, cái cảm xúc của họ đã tạo ra một cái gì đấy rất mềm mại rồi, đúng không ạ? Và những người ở cấp độ 4 phải lan tỏa được đức hy sinh, chứ không chỉ dừng lại. À, mọi người tỉnh quá.
Cấp độ không của đường đời con số 6 là thay vì hy sinh ạ, thì vô cảm, không hy sinh, không thương yêu, đúng không ạ? Tức là ngược lại của con đường đời 6 đó. Thì ở cấp độ 4 phải là lan tỏa được đức hy sinh, chính mình làm tấm gương cho người khác cũng cảm thấy rằng là hy sinh cho cộng đồng nó có ý nghĩa, hy sinh cho người khác chứ sống đừng ích kỷ, đúng không ạ? Phải lan tỏa được điều đó. Và ở cấp độ 5 là nhà cứu thế, người cứu thế, với tinh thần hy sinh phục vụ hướng tới sự cống hiến cho sự tiến bộ no ấm của cộng đồng lớn, của quốc gia, của thế giới. Một trong những người có đường đời 6 mà nổi tiếng chúng ta được biết tới đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có đường đời 6 và đường đời 6 nổi tiếng ở trong cái thời kỳ trước đây, thời kỳ chiến tranh ấy, là những con người gì ạ? Tử vì đạo, là những người cứu thế, họ xả thân quên mình vì 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 cái cộng đồng của họ. Bác Hồ chính là người như thế đấy. Đường đời 6 rất rất hiền dịu, rất mềm mại nhưng mà cái tính hy sinh rất khủng khiếp. Anh Hoàng Sơn đã thấy mình ở trong cấp độ nào rồi ạ? Rồi thì chúng ta sẽ cùng comment lên trên nhắn tin xem là chúng ta đang ở cấp độ nào nhé. Rồi, người đường đời số 7 nè, đây là một đường đời họ rất quan tâm bởi vì đường đời này nó thể hiện những gì trải qua không hề dễ dàng chút nào. Trí tuệ chỉ đến trong 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 sự khó khăn mà thôi, đúng không ạ? Ở cái cấp độ âm ấy ạ, thì người đường đời số 7 là gì ạ? Thay vì có trí tuệ thì là những người ngờ nghệch, khờ khạo, dễ tin người, thiếu sự cân nhắc, thiếu sự chín chắn, thiếu khả năng đào sâu suy ngẫm để nhìn thấy chân tướng của sự việc. Đó, nó gọi là đi ngược trường năng lượng của đường đời. Nhưng ở cấp độ 1 là những người sống biết suy xét. Đấy, họ có một cái độ trầm ngâm nhất định. Đó, trí tuệ chỉ có thể phát sinh trong sự biết suy xét và ở trong một cái sự tĩnh lặng thôi, cho nên con người mà lúc nào cuộc sống nó cứ bông 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 này, không có sự tĩnh lặng. Mọi người đừng nhìn anh Trấn Thành mà anh cười nhiều mà mọi người nghĩ rằng là anh nghe là hời hợt không? Những cái người đấy, mọi người nhìn đôi mắt của anh là sẽ biết. Tâm hồn nó dồn lên mặt mà ở mặt nó dồn lên đôi mắt. Đôi mắt không phải là một đôi mắt hời hợt. Những người đấy họ có những phần tĩnh lặng ở trong tâm trí thì họ mới có thể thông minh và có những lời nói thuyết phục như thế. Thì ở cấp độ 1 là người sống suy xét, biết đúc rút từ kinh nghiệm. Quan trọng là phải biết đúc rút từ kinh nghiệm, biết đánh giá sự vật sự việc nhé. Có sự suy xét và phân tích trong cuộc sống. Ở cấp độ 2 thì họ sẽ là người tư duy sâu sắc, tinh tường luôn chứ không phải thông thường nữa nhé. Biết đào sâu, biết đánh giá và có đức tin, xây dựng cho mình một hệ tư tưởng. Những người này thường biết tự đào sâu học tập, biết đúc rút và làm việc có tiêu chuẩn. Bởi vì số 7 hướng tới sự hoàn hảo nên những người này làm việc có tiêu chuẩn rất sắc sảo. Và biết nói chuyện với nội tâm của bản thân. Đó, thông thường những người này họ sẽ hơi yêu sự cô độc một chút. Ở cấp độ 3 là chuyên gia, người phân tích, người tham mưu. Họ rất giỏi phân tích, lập luận, giỏi điều tra, nhìn ra chân tướng của sự việc. Giỏi đúc kết, biết thiết lập tiêu chuẩn làm việc cho chính mình và cho tổ chức. Am hiểu tường tận chuyên môn để tham mưu và trở thành chuyên gia xuất sắc trong lĩnh vực mà họ quan tâm. Ở cấp độ 4 là nhà lãnh đạo trí tuệ, có chiến lược và có tầm nhìn, đưa ra những bước đi chiến lược khôn ngoan và tầm nhìn cho doanh nghiệp cũng như cho tổ chức. Và ở cấp độ 5 là chiến lược gia bậc thầy, có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh thấu suốt của lĩnh vực mà mình tham gia. Có tư duy chiến lược sắc bén để tạo ra những nhận định và những bước đi có tầm ảnh hưởng lớn ở tầm quốc gia hoặc là thế giới. Một trong những nhân vật nổi tiếng có đường đời 7 và cấp độ 5 này đó chính là Tổng thống Vladimir Putin của đất nước Nga, đúng không ạ? Mọi người đã biết rồi. Ông là người khá đặc biệt, có ngày sinh 7 và đường đời 7 luôn. Nội tâm 7 thì phải. Đối với người có đường đời 8 thì cái cấp độ âm á thì thông thường họ là gì ạ? Thay vì tư duy hiểu biết về về thế giới vật chất, về quyền lực, biết sử dụng quyền lực và là người có tư duy về sự mở rộng thành tích, còn là người có mục tiêu, đấy, có sự chăm chỉ, có sự quyết tâm. Thì ở cấp độ 1 á, thì ở cấp độ âm ấy, những người này không có nhận thức về tiền bạc, không có nhận thức về vật chất, không có nhận thức về quyền lực, không có quyết tâm, không có chăm chỉ, đúng không ạ? Lờ mờ. Nên thông thường những người này phải trả giá rất nhiều về phần tiền bạc hoặc là không có thành tựu. Ở cấp độ 1 sẽ là những người biết nhận thức về giá trị tiền bạc, biết phấn đấu cho thành tích, có quyết tâm và có lòng tự tôn. Họ có nhận thức về tiền bạc, có tham vọng, biết chăm chỉ và phấn đấu cho mục tiêu. Ở cấp độ 2 là những người tư duy tích cực về tiền bạc, có tư duy làm chủ và thành tích, có tầm nhìn về tiền bạc, có sự nghiệp.
thường là kinh doanh hoặc điều hành những nguồn lực, ví dụ như là làm nhân sự hay là làm có thẩm quyền đấy. Ở cấp độ 3 sẽ là người kinh doanh, làm tài chính và người điều hành, có thể tổ chức cho doanh nghiệp hoặc là người điều hành doanh nghiệp, điều phối con người. Ở cấp độ 4 sẽ là nhà điều hành, nhà tổ chức, thường quản lý lớn, quy mô lớn và đưa doanh nghiệp tổ chức tiến tới các mục tiêu kinh doanh, mục tiêu thành tích hiệu quả, mở rộng và sáp nhập hoặc khuếch đại, mở rộng hiệu quả đúng không ạ? Và cấp độ 5 là điều hành tập đoàn, tổ chức quy mô, tạo ra hệ thống tài chính, sản xuất dây chuyền quy mô lớn. Tối nay ngủ sớm đi tìm bố mẹ. Người nào có đường tới số 9 ạ? Đang ngủ. Ai đó mà đang 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 bực tức thì chúng ta tắt đi nha. Người nào có đường tới số 8 ạ? Chúng ta nhắn lên đi ạ. À, đường tới số 9, sorry mọi người. Rồi, nếu ở cấp độ âm ấy ạ, thì những người này thay vì vị tha thông cảm, đúng không ạ, sống vì người khác và là cái người có tư tưởng tích cực lạc quan, thì những người này chấp nhận nhỏ mọn, tầm nhìn giới hạn, đúng không ạ, không có vị tha, thường hay có định kiến về người khác. Ở cấp độ 1 thì chúng ta bắt đầu bước tới cái việc học bài học đường đời, là gì ạ, là người sống không để bụng, sống biết tha thứ, không hẹp hòi và có lý tưởng, biết đam mê. Đấy, biết bỏ những cái định kiến mà chúng ta đã từng có. Ở cấp độ 2 là người sống vị tha, quảng đại, có ước mơ, biết yêu những giá trị nhân văn, có lòng trắc ẩn với các thức sống. Các thức sống là gì ạ? Là những sinh vật hữu tình và những sinh vật ví dụ như cây cỏ không có tình, đúng không ạ? Nhưng mà họ vẫn biết yêu những cái điều đấy, đặc biệt đối với sinh vật hữu tình là những con vật, là những con người xung quanh. Đấy. Lạc quan, tích cực, có hoài bão, có lý tưởng cao đẹp, mong muốn lan tỏa giá trị sống đẹp đến mọi người. Đó, ở cấp độ 3 là biết truyền đạt bằng ngôn ngữ, bằng nghệ thuật và biết lan tỏa, biết tạo ảnh hưởng đến số đông. Đó, không giống nha mọi người nha, nó có những năng lượng khác nhau đấy, mà những người nghiên cứu sâu về thần số học sẽ cảm nhận được cái sự khác biệt này. Chúng ta sẽ phải rất tinh tế. Cấp độ 4 sẽ là người có tầm nhìn và nhà, có khả năng cảm hóa con người, lãnh đạo với lý tưởng sáng, hào phóng vị tha bằng lối sống và khả năng truyền đạt nghệ thuật, khiến cho cộng đồng mở rộng nhân sinh quan, đi tới tinh thần đại đồng và không phân biệt, kéo con người gần với con người. Ở cấp độ 5 là nhà cứu thế và bậc thầy giác ngộ, có tầm ưu, ảnh hưởng cứu rỗi cộng đồng lớn, buông xả vị tha và phụng sự cả đời cho lý tưởng cao đẹp, ví dụ như là Mahatma Gandhi hay là mẹ Teresa chẳng hạn. Đấy là những tấm gương về con số 9 ấy, tức là gần như họ không sống vì mình nữa, họ không có con luôn. Ví dụ như là mẹ Teresa là không có con luôn, bởi vì họ đã có hàng triệu người con rồi, đúng không? Đường đời 11 này, ai có đường đời 11 chú ý này. Đường đời 11 là gì ạ? Là người khai sáng, là nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao, đúng không ạ? Và là cái người kết nối thế giới tâm linh. Thì ở cái cấp độ âm ấy, thì những người này không tôn trọng và không nhận ra thế giới tâm linh, sợ hãi thế giới tâm linh. Họ không phải là cái người khéo léo, không phải là những người mà có cái lòng cảm thông, không biết lắng nghe, chia sẻ, không độc lập. Bởi vì họ phải học hai bài học, bài học số 1 và bài học số 2 cùng một lúc. Thế thì ở cấp độ 1 thì họ có nhận thức về tâm linh, coi trọng mối quan hệ, đồng thời rất là độc lập và có niềm tin. Họ biết công nhận trực giác của bản thân và biết chia sẻ, đồng thời biết tin vào bản thân. Ở cấp độ 2 họ là kết nối quảng giao, biết hòa giải và nhận thức tâm linh cao. Có ý thức mở rộng mối quan hệ và tham gia vào các cộng đồng tổ chức, biết lan tỏa suy nghĩ, cảm xúc và cư xử tinh tế nhưng mà lại dứt khoát. Bởi vì họ có hai con số 1 cộng với lại cả con số 2 nữa. Ở cấp độ 3 thì họ là những người lãnh đạo bằng trái tim, vừa mềm dẻo vừa quyết liệt, thu phục nhân tâm, truyền cảm hứng. Đối với con số ở đối với cấp độ 4 là nhà truyền cảm hứng, nhà lãnh đạo khai sáng, gây ảnh hưởng bằng tài năng, tài diễn thuyết, dẫn dắt cho cộng đồng lớn, ví dụ những tổng thống. Các tổng thống rồi là những cái ngôi sao ấy, họ ví dụ như là David Beckham chẳng hạn. Đấy chính là người có đường đời 11. Rồi là tổng thống Obama cũng là một người có đường đời 11, tổng thống Bill Clinton cũng như thế. Ở cấp độ 5 thì là bậc thầy khai sáng và truyền cảm hứng, phát triển khả năng thấu thị tâm linh, truyền cảm hứng cho cộng đồng trong bất cứ lĩnh vực nào họ tham gia, khai sáng và truyền cảm hứng. Đó. Đối với con đường đời số 22, họ sẽ phải học hai bài học, bài học số 2, bài học số 4. Đó.
Thì ở dạng trạng thái cấp độ âm thì những con người này sống không có kỷ luật, không có phép tắc, không có gì ạ, không có phương pháp. Họ không công nhận thế giới tâm linh, họ sợ hãi, rụt rè, không có tự tin. Nhưng ở cấp độ 1, họ là những người sống có trật tự, có chăm chỉ, thực tế, trung thực và có những nhận thức tâm linh. Họ sống có phương pháp và có hoài bão, có lý tưởng. Đấy, bởi vì họ họ hàm chứa con số 4 mà. Ở cấp độ 2 là những người có ý chí tự tin, có trực giác khéo léo, có tư duy quản lý, tư duy vĩ mô, tự tin chăm chỉ và làm việc có phương pháp. Ở cấp độ 3 là người quản lý có tầm nhìn, có thực tiễn, có tư duy hệ thống, khéo léo tập trung các nguồn lực, giỏi tập trung các nguồn lực, bởi vì số 2 là nhà kiến tạo bậc thầy. Nhà kiến tạo bậc thầy làm sao mà làm việc một mình được, đúng không ạ? Phải làm việc với nhiều người, chứ những người này phải rất khéo léo. Sự khéo léo của con số 2 để tập trung các nguồn lực để họ có thể là tạo nên, kiến tạo những bức tranh lớn. Ở cấp độ số 4 là nhà quản lý tập đoàn, tổ chức hệ thống đa quốc gia, tổ chức điều hành quản lý lớn, chuyên gia, nhà nghiên cứu đưa ra những kế hoạch quy mô. Nhưng cũng có thể những người có đường đời số 22 này, họ có thể trở thành những nhà tâm linh, chứ không cứ là ví dụ như là Đức Đạt Lai Lạt Ma chính là cái người có đường đời 22, ông không tham gia vào thế giới vật chất mà ông lại là một bậc thầy về tôn giáo. Ở cấp độ 5 là nhà kiến tạo bậc thầy, mang tầm vóc lịch sử, kiến tạo những công trình tổ chức có giá trị trường tồn và phát triển văn minh của nhân loại, như là kiến tạo quốc gia, lập quốc, hoặc là những người có tầm ảnh hưởng ở trong tôn giáo. Đó cũng là những người bậc thầy về tâm linh. Vậy thì chúng ta đang ở cấp độ nào rồi mọi người? Năng lượng của chúng ta đang ở người hiệp đồng, hay người xúc tác, hay người bảo vệ, hay người phòng thủ? Cấp độ 1, và chúng ta đang ở cấp độ nào trong đường đời này? Bạn có sẵn sàng để bước lên cấp độ cao hơn không? Năm 2022 của bạn sẽ thế nào? Bạn có quyết định để bước lên cấp độ cao hơn không? Và quyết định đấy bao giờ cũng phải có trả giá. Chúng ta sẽ phải đặt chân mình vào và chuẩn bị cho tư thế xuất phát. Giống như kiểu hồi chúng ta học cấp 3 ấy, chúng ta học bộ môn chạy nhanh ấy. Chạy nhanh mà xuất phát vào tư thế không đúng ấy, tí đã bị trẹo chân, hoặc là gì ạ, chuẩn bị là chạy rồi nhưng mà vẫn còn đang chưa chuẩn bị sẵn sàng, đúng không ạ? Bạn đã bắt đầu chưa? Bây giờ sẽ chính là gì ạ? Năng lượng bạn đang ở đâu ạ? Năng lượng cao hay năng lượng thấp ạ? Vậy thì bây giờ là thời khắc hầu sẽ giúp cho mọi người có một số các nhận định, đúng không ạ? Để bấm nút khởi động cho năm 2022. Đây chính là kế hoạch bơm nhiên liệu cho bản thân trên 4 thành phần. Thứ nhất là thành phần thể chất, physical. Thành phần thứ hai là tinh thần. Thành phần thứ ba là cảm xúc. Và cuối cùng là tâm linh. Đường đời 33 chúng ta nhìn theo đường đời 6 nhé mọi người nhé. Theo đường đời 6. Ở cấp độ cao nhất của đường đời 33 nó cũng gần như đường đời 6 thôi. Vậy thì những điều gì, 9 phương pháp để chúng ta có thể xử lý năm mới 2022, để thực sự nó là một cái gì đấy, là một sự thay đổi của chúng ta. Nó cũng không có gì quá mới lạ đâu mọi người ạ. Chúng ta nghe rất nhiều trên phương tiện truyền thông, nhưng ngày hôm nay Hậu sẽ tập hợp nó thành 9 phương pháp. Và mọi người hy vọng là ngày hôm nay Hậu sẽ truyền cảm hứng được cho mọi người, để chúng ta có thể có một năm 2022 thực sự tuyệt vời. Thứ nhất, đó là bạn bắt đầu phải có thói quen lập mục tiêu cho năm mới, và đặc biệt là lập mục tiêu theo ngày luôn. Người không có mục tiêu như Hậu nói ạ, mọi người nhìn thấy Tony Robbins hay là Quang Hải đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là những người có mục tiêu, ví dụ như Quang Hải là mục tiêu là phải chiến thắng trong trận đấu đó, đúng không ạ? Mục tiêu của Tony Robbins là tối hôm đó phải truyền cảm hứng cho tất cả mọi người. Mọi người có bao giờ thấy là chúng ta đang đứng trên sân khấu mà mắt lờ đờ đúng không ạ? Không lờ đờ nổi ạ. Ngay cả Hậu đang ngồi ở trong đây là không được phép lờ đờ luôn. Lờ đờ làm sao mà nói được, đúng không ạ? Cho nên khi bạn có mục tiêu thì tâm trí của bạn nó sẽ bị lôi vào, nó sẽ bị hút vào như là nam châm hút sắt ạ. Như là sắt bị nam châm hút ạ. Đó. Cho nên là bạn không biết được sức mạnh của thiết lập mục tiêu là gì đâu. Và Hậu là một cô giáo về sinh trắc vân tay, và Hậu đã tư vấn cho rất nhiều khách hàng rồi. Ngay khi phụ huynh tạo ra cho con một thói quen thiết lập mục tiêu, buổi tối hôm nay viết ra 3 mục tiêu của ngày mai, thì đứa trẻ có một sự thay đổi cực kỳ tuyệt vời trong vòng 6 tháng cho đến 1 năm. Hậu đảm bảo đấy. Đó. Cho nên nếu mà ai đó họ không thiết lập mục tiêu mà họ vẫn thành công, thì mọi người yên tâm rằng họ đang vô tình thiết lập mục tiêu ở trong đầu óc rồi, chứ không phải họ không có mục tiêu đâu ạ. Đó. Chẳng qua là chúng ta không biết phương pháp của họ là gì thôi, nhưng họ đang vô tình theo
cái phương pháp đó rồi. Thứ hai là bạn bắt đầu hình dung và tưởng tượng một cách tích cực. Người ta nói rằng cái gì có trong đầu thì sẽ có trên tay. Thực ra hàng ngày bạn vẫn đang hình dung và tưởng tượng rồi, nhưng bản thân chúng ta đang hình dung những cái tiêu cực mà thôi, đúng không ạ? Tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn. Số 3 là bạn tham gia một cộng đồng thúc đẩy bạn. Người ta nói rằng khi bạn dựa vào nội lực, đó là khi mà bạn tự tự xử lý chính mình, tự đẩy chính mình. Nhưng bạn có biết rằng có một thứ nó gọi là trợ lực không? Nó gọi là tha lực và trợ lực. Trợ lực nó không đến từ bạn, mà nó đến từ bên ngoài. Khi bạn tham gia vào một cộng đồng, khi bạn chơi với những người bạn thực sự hữu ích ấy, thì cái trường năng lượng của họ, những lời nói của họ, những hoạt động của họ, nó có tác động là gì ạ? Thúc đẩy bạn, đúng không ạ? Khi mà bạn dễ dỗi, bạn bỏ qua một điều gì đó, những người bạn của bạn họ vẫn đang hoạt động rất là tốt, thậm chí họ còn thúc đẩy động viên, đúng không ạ? Bạn thì nó cũng sẽ giúp cho bạn có thể tiến lên. Đặc biệt là khi bạn tham gia một cộng đồng thì những cái gì, cái trường năng lượng của cộng đồng đấy sẽ hỗ trợ bạn nhá. Mọi người nên sử dụng điều đấy. Nó cũng giống như chúng ta ngồi trên một con thuyền ấy. Chúng ta đang chèo thuyền, nhưng nếu như chúng ta không để ý tới dòng nước và cái hướng gió ấy, thì có thể chúng ta đang đi ngược dòng nước hoặc đi ngược hướng gió, như vậy là bạn đang đi ngược chiều. Nhưng nếu như bạn để ý đến hướng gió, bạn chèo theo đúng chiều gió thì nó lại đi ngược khác, đúng không? Đó chính là trợ lực, đúng không ạ? Còn khi bạn đi ngược chiều gió, bạn đang chịu một trở lực rồi. Trở lực tức là tạo ra trở ngại cho bạn. Cho nên hãy tìm một cộng đồng để tạo ra trợ lực cho bạn. Phương pháp thứ tư đó là đọc sách, đọc sách và đọc sách. Không còn nghi ngờ gì nữa, đọc sách chính là sự trải nghiệm hàng nghìn năm lịch sử, hàng nghìn năm trí tuệ của những con người đã trải nghiệm hàng một thời gian rất là dài, và họ đúc kết thành những trí tuệ. Vậy mà chúng ta không dùng nó thì thật là phí hoài, đúng không ạ? Đặc biệt đối với đường đời số 7 ạ. Bạn hãy sử dụng những cuốn sách để làm sao ạ? Số 4 và số 7. Để làm sao ạ? Bạn có thể rút kinh nghiệm. Chúng ta không thể cứ vấp ngã được. Chúng ta phải tối ưu hóa cuộc sống của chúng ta bằng cách là gì ạ? Trải nghiệm cái trí tuệ của hàng nghìn năm lịch sử thông qua những quyển sách. Đó. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải bỏ thói quen than vãn và tập trung vào giải quyết vấn đề. Bệnh than vãn là bệnh của người Việt Nam rồi, và bệnh của rất nhiều người, đặc biệt là đối với phụ nữ ạ. Khi chúng ta gặp một vấn đề gì chúng ta cứ than ấy ạ, thì bạn biết rằng cái áp lực của bạn không được giải quyết, mà bạn đã xì hơi ở quả bóng thổi đâu là xì hơi đến đấy rồi. Nó không thể căng ra được, nó không thể đầy được, đúng không ạ? Khi chúng ta than vãn, chúng ta mất động lực để giải quyết vấn đề. Cho nên việc than vãn rất nguy hại, đối với phụ nữ lại càng phải quan tâm đến vấn đề đấy nhé. Đàn ông thì họ có khả năng chịu đựng và đặt cho mình áp lực nhiều hơn, nhưng đối với phụ nữ thì việc than vãn là thực sự là một cái gì đấy rất là giải trí luôn. Nhưng thông thường sự giải trí đấy không mang lại cho chúng ta thành tựu đâu. Đối với phương pháp số 6 thì sao ạ? Đấy là thiết lập vận động và dinh dưỡng. Đây chính là phần tập trung vào phần thể chất, năng lượng thể chất của chúng ta, năng lượng physical. Đó. Họ nói rằng là khi chúng ta tập trung vào nghị lực thôi thì bạn không khác gì bạn đang vận động một cỗ máy khô dầu cả. Bây giờ bạn phải tra dầu cho nó đã rồi hãy bấm nút, đúng không ạ? Tra dầu xong mà không bấm nút thì xe cũng không chạy được, nhưng bấm nút mà không tra dầu thì chắc chắn là không đổ xăng thì chắc chắn là xe cũng không đi được. Xe đi được một đoạn rồi lại dừng. Cho nên là cái việc mà thiết lập vận động và dinh dưỡng rất quan trọng. Đấy chính là lý do tại sao mà Tony Robbins biến thành từ một người gầy guộc, đúng không ạ? Eo uột, trở thành một cái người rất là đô con và lực lưỡng. Nhưng cái quan trọng sự đô con của ông ta không phải là do béo, mà do là hệ cơ phát triển, do ông ấy rất là đề cao cái sự vận động đấy. Tiếp theo là thực hành lòng biết ơn. Điều này cực kỳ quan trọng. Nếu mà ai đó biết tới cuốn sách là Energy and Force của giáo sư Hal Hawking thì chúng ta sẽ biết rằng là lòng biết ơn chính là thể hiện cái tần số năng lượng cao nhất của con người. Khi bạn thực hành lòng biết ơn là khi bạn tạo ra một trạng thái là gì ạ? Có tất cả bên trong. Bạn không có cảm giác khan hiếm trong vũ trụ này. Và cảm giác của lòng biết ơn tạo ra sự đủ đầy. Và bạn sẽ cảm thấy sự hạnh phúc và các nguồn lực cả về vật chất và tinh thần nó sẽ tự đến với bạn một cách tự nhiên. Đây là một phát kiến đã có từ rất lâu đời, nhưng gần đây nó mới được lan tỏa rất nhiều trong cộng đồng. Chúng ta biết đến nó quá muộn và rất nhiều người còn chưa biết. Còn có những người biết nhưng lại không thực hành,
Trên là Pita có một cộng đồng để thực hành lòng biết ơn, và chúng ta sẽ được gửi đường link này để xem là chúng ta có thực sự mong muốn tham gia hay không. Và đường link này sẽ được dành cho những khách hàng đã từng tham gia khóa lận giải 6 ngày, bởi vì chúng ta cần những cái số liệu ở trong cái bản đồ để có thể biết được, để nâng cao tần số rung động của những của các cái con số ở trong bên trong chúng ta đó. Phương pháp thứ 8 là xác định thanh gỗ ngắn của mọi người. Mình có thanh gỗ ngắn là gì? Mọi người có hiểu cái phần xác định này không ạ? Có ai không hiểu không ạ? Ai không hiểu ghi con số 0 ạ? Xác định thanh gỗ ngắn của mình. Không. Ok. Và cuối cùng là chỉ dẫn cho năm 2022 của bạn là gì? Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nha. Một là thiết lập mục tiêu cho năm mới và xây dựng thói quen là mục tiêu hàng ngày. Bạn hãy sử dụng cho mình một cuốn sổ tay nhé, nhớ cuốn sổ tay. Lúc đầu có thể hơi nhàm chán, nó chán lắm ấy, Hậu đã từng thực hiện nó thấy chán lắm ấy. Nhưng khi chúng ta bắt đầu có thói quen rồi thì mọi thứ nó giống như là một sự xếp hàng ấy ạ, mọi thứ nó tự sắp hàng. Tư duy của chúng ta bắt đầu trở nên rành mạch hơn và sự rõ ràng sẽ làm mang lại sức mạnh. Cho nên khi mọi thứ còn đang bùng nhùng ở trong đầu của chúng ta ấy, thì chúng ta có thiên hướng làm những thứ cấp bách, những thứ khẩn cấp mà có thể nó chẳng có quan trọng với chúng ta. Đến khi bạn thiết lập mục tiêu, đúng rồi, Bình An nói đúng. Thứ hai, đó chính là bắt đầu hình dung và tưởng tượng. Đó. Chúng ta sẽ bắt đầu hình dung và tưởng tượng. Và Hậu nói rằng là mọi người vẫn đang hình dung tưởng tượng đúng không ạ? Mọi người sẽ đặt câu hỏi là ơ thì tôi cũng hình dung mà. Ơ tôi cũng hình dung mà, có phải là tôi không hình dung đâu, hàng ngày tôi vẫn hình dung mà. Vậy thì bạn đang hình dung cái gì, bạn có biết không ạ? Rất nhiều người đang hình dung những kết quả xấu, những kết quả tệ xảy ra cho mình mà không hề biết. Bởi vì trí tưởng tượng của chúng ta nó không dễ dàng kiểm soát đâu. Và bạn đang có một thói quen là hình dung cái sợ. Ví dụ một người bán hàng thì bạn cảm thấy rằng là ui dồi ôi, chắc là không bán được đâu, đúng không ạ? Khi mà bạn là học sinh thì bạn ui dồi ôi, không nhớ bài, thế này chắc 2 điểm quá, đúng không ạ? Khi mà bạn là làm gì bạn sợ sai sợ hỏng, đó chính là khi trí tưởng tượng của bạn đang hoạt động một cách tiêu cực. Bạn bắt đầu hình dung và tưởng tượng một cách tích cực, và tiêu cực chính là thói quen của con người rồi. Cho nên là để biến thành tiêu cực ấy, tiêu cực ấy, thì chúng ta khi mà chúng ta để thực hành tích cực, nó phải đòi hỏi một sự huấn luyện về bộ não. Chúng ta phải học cách tưởng tượng như thể là cơ bắp vậy. Chúng ta sẽ phải tập thể lực. Tập cho bộ não thói quen hình dung và tưởng tượng những kết quả tích cực, và dần dần nó mới quen được cơ. Chứ còn hiện tại ấy, thì nó cứ tự động thôi, tự động vẽ ra những cái kết quả không hay. Đó, mọi người cứ thử để ý mà xem. Trước mỗi một sự việc mọi người cứ để ý mà xem nhá. Thứ nữa là tham gia một cộng đồng thúc đẩy bạn. Đó, một cộng đồng như cộng đồng thần số học này cũng rất là tuyệt vời đây, đúng không ạ? Thứ nữa là bỏ thói quen than vãn và tập trung vào vấn đề. Thì cái này chúng ta quen rồi. Bây giờ mỗi lần mà làm cái gì á, bạn đang chuẩn bị than vãn với lại người bạn thân hay là kể lể một cái gì đó, than vãn về tình hình xã hội á, thì chúng ta hãy nhớ để ý lại câu này của Hậu ngày hôm nay nhá. Bởi vì than vãn vừa phải, một vài câu thì được, nhưng mà nó thành thói quen thì nó rất là nguy hại. Bởi vì như thế, sự than vãn không làm cho chúng ta giải quyết được vấn đề đâu ạ. Chỉ có sự tập trung mà thôi. Và đọc sách. Đó chính là nguồn cơn của trí tuệ. Đó chính là nguồn cơn của sự khôn ngoan. Và rất nhiều các nhân vật nổi tiếng ạ, đa phần, tất cả họ đều là những con mọt sách. Và khi kiến thức đủ thì họ đi tới những hành động cực kỳ sắc sảo và khôn ngoan, đúng không ạ? Họ thu nhận được rất nhiều trí tuệ của vũ trụ. Và có một cộng đồng, đó là cộng đồng dậy sớm đọc sách tinh hoa. Và nếu như chúng ta muốn tham gia thì sẽ có người hướng dẫn chúng ta được tham gia vào cộng đồng đó và cùng chia sẻ sách với nhau. Và có rất nhiều phương thức, có rất nhiều sự chia sẻ về cách đọc sách này, đọc sách nhanh này, rồi là những quyển sách tinh hoa này, rồi cùng chia sẻ cái niềm yêu thích sách với nhau để mà phát triển trí tuệ. Thì mọi người có thể tham gia vào cộng đồng này nhé. Số 7 là thiết lập thói quen vận động vào một giờ nhất định, kèm với bắt đầu chú tâm vào dinh dưỡng đúng nhé. Đó, cái này cực kỳ quan trọng bởi vì nó tập trung vào cái phạm trù physical của con người. Đó chính là phạm trù thể chất. Mọi người đừng quên phải có phần này. Đó. Đi tìm thanh gỗ ngắn của mình là gì? Bây giờ họ sẽ giải thích cho những ai chưa hiểu về điều này. Nhà quản trị học là Lawrence Peter.
Ông đã đưa ra một cái thuyết, đó chính là thanh gỗ ngắn. Mọi người sẽ thấy rằng trong một cái thùng nước, ngày xưa có một cái thùng nước nó thường làm bằng các thanh gỗ ấy. Thì thông thường là có thanh gỗ cao, thông thường là có đầy đủ các thanh gỗ và những thanh gỗ này nó đầy đặn. Nhưng mà nếu như có một cái thùng gỗ mà nó có một cái thanh gỗ bị hụt và bị ngắn hơn ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng nước cứ đổ vào nó sẽ trào ra theo đúng cái đường của cái thanh gỗ ngắn đó. Đấy chính là cái điểm giò của con thuyền. Đó chính là cái thanh gỗ ngắn, nhưng mà con thuyền thì chắc chắn nó sẽ bị đắm, nhưng đối với thanh gỗ ngắn thì Hậu không dùng cái ví dụ về con thuyền bởi vì chắc chắn nó sẽ bị đắm nếu mà bị giò. Nhưng đối với cái thùng gỗ ấy ạ, thì một thanh gỗ nào đó bị ngắn thì cái nước đổ vào nó sẽ chỉ bằng cái thanh gỗ ngắn đó thôi. Vậy thì ở trong phẩm chất của con người chúng ta cũng thế, bạn có rất nhiều ưu điểm nhưng mà có một cái đặc điểm nào đó hay một vài đặc điểm nào đó gọi là nhược điểm một cách chí mạng, nó là điểm tử huyệt của bạn. Nó sẽ xóa nhòa hết những cái ưu điểm của bạn và nó sẽ khiến cho bạn bị thất thoát năng lượng, thất thoát thành tựu và uy tín chỉ vì cái đặc điểm đó. Đấy, cho nên là chúng ta phải tìm được cái thanh gỗ ngắn nhất ở trong năng lượng của chúng ta là gì, trong tính cách của chúng ta là gì. Bây giờ Hậu sẽ ví dụ nhá. Có một cô gái hay có một anh chàng rất là gì ạ, năng động này, dám làm dám chịu này, ngoại giao khéo léo này, nhiệt tình này, chịu khó học hỏi này, trời ơi toàn là ưu điểm thôi. Nhưng dính mỗi cái này thiếu kỷ luật, đúng không ạ? Đó chính là thanh gỗ ngắn của người đó. Và gần như là cái việc thiếu kỷ luật này khiến cho họ bị mất uy tín, làm việc thì không đến nơi đến chốn, đúng không ạ? Làm thì được chăng hay chớ, và lấy đâu ra thành tựu nếu như người khác đánh giá họ là cái người thiếu kỷ luật, đúng không ạ? Bao nhiêu ưu điểm không bù được cho cái nhược điểm này, và cái thành tựu của họ, cái thành công của họ nó chỉ bằng đúng cái thanh gỗ, nó chỉ đến được cái giới hạn thôi, cái giới hạn của cái đoạn thiếu kỷ luật đó. Thế cho nên nếu như cái phần thiếu kỷ luật này mà nó chỉ cần cái thanh gỗ dài ra một chút, người đấy khắc phục thêm một chút, họ nhận ra đâu là cái điểm yếu, cái điểm tử huyệt của họ, thì chắc chắn là thành tựu của họ sẽ nhiều lên, giống như cái mức nước ở trong cái thùng này nó sẽ được tăng lên, bạn chứa được nhiều hơn, bạn giữ được nhiều thứ cho cuộc sống của bạn hơn, thay vì bạn để nó rớt ra bên ngoài, đúng không ạ? Thì đấy chính là thanh gỗ ngắn của bạn, đó chính là điểm tử huyệt và là điểm yếu. Nhưng đó là một điểm yếu quan trọng, nó làm thất thoát năng lượng, nó làm thất thoát đi mọi thứ của bạn đó. Vậy thì thanh gỗ ngắn sẽ gây thất thoát của bạn là gì? Hãy tìm nó ra. Hãy tìm ra nó và khắc phục nó trong năm nay nhá. Phải khắc phục nó, mình phải quyết định khắc phục nó thì dần dần nó mới thành thói quen, bởi vì não bộ nó phải có sự luyện tập, phải có sự luyện tập mọi người nhá. Đó. Tiếp theo này, thanh gỗ ngắn nhất sẽ xác định mức nước. Và đây là điểm tử huyệt. Vậy thì điểm yếu này sẽ như một hiệu ứng domino. Hiệu ứng domino là gì? Cái điểm yếu nó dẫn tới nhiều điểm yếu khác, nó dẫn tới bạn chán nản, dẫn đến bạn thất thoát năng lượng và bạn không được công nhận. Không được công nhận thì bạn chán thì bạn làm những thứ khác không tốt, không tốt nó dẫn đến nhiều thứ không tốt khác, nó như một hiệu ứng domino. Cho nên hãy đi tìm điểm tử huyệt của bạn. Bạn có thể tìm điểm tử huyệt bằng cách hỏi những người bạn, hỏi những người sếp, hỏi người đồng nghiệp của mình, đúng không ạ? Hoặc là thông qua các phương pháp giải mã về con người đó, nó sẽ thêm cho bạn một cái gì đó để bạn tham khảo. Và cuối cùng là đi tìm chỉ dẫn cho cái năm 2022 này. Phương pháp số 9 là đi tìm chỉ dẫn cho năm 2022. Còn ai còn nhớ phương pháp tính năm cá nhân ạ? Lấy số tháng cộng với số ngày và cộng với năm nay, chúng ta đã biết rằng là năm 2022 sẽ bước sang một năm mới, chúng ta sẽ thấy rằng con số 2 ở trong 2022 sẽ có hai ba con số 2. Cộng tất cả lại chúng ta sẽ được con số 6, đúng không ạ? 2 cộng với 0 cộng với 2 cộng với 2 bằng con số 6. Vậy thì cộng với lại con số ngày và số tháng sinh của bạn, bạn được năm nay là gì? Rút gọn năm nay là gì? Xin mời mọi người có 30 giây để chúng ta cộng nhỉ. Số thái độ cộng với năm thế giới, chuẩn rồi. Xin cảm ơn anh Thế Nguyễn ạ. Xin mời mọi người cùng comment lên là năm 2022 của chúng ta, năm cá nhân của bạn là gì vậy? Đã chính xác chưa? Chúng ta cộng kỹ càng lên nhé. Không là nhầm số đấy, nhầm số là sai phương pháp à?
Rồi số 4, số 5, số 2, rất nhiều số, số 6. Rồi, ok. 5 số 6, tuyệt vời. Số 5. Hậu đang có đường à, Hậu đang có 5, 5 số 6 đấy ạ. Năm nay là năm số 6 của Hậu, năm cá nhân. Chúng ta sẽ sử dụng cái trí tuệ trường tồn của ngài Pythagore để cộng ra năm cá nhân. Năm cá nhân dự đoán những gì có thể xảy ra trong năm. Năm cá nhân là một con số cho bạn biết những gì có thể xảy ra với bạn về mặt cá nhân ở trong năm nay, đúng không ạ? Mỗi năm đều có một con số và mang trong mình một nguồn năng lượng rung động đến con số đó từ 1 cho đến 9. Tác động sẽ nhẹ nhàng trong 3 tháng đầu và tăng dần theo thời gian và đạt đỉnh điểm xảy ra vào 3 tháng cuối năm. Tháng đỉnh điểm nhất sẽ rơi vào tháng 9, tháng thứ 9 chứ không phải tháng 9 nhé. Sau tháng 9 thì ảnh hưởng của con số năm sau sẽ bắt đầu xuất hiện, bắt đầu manh nha xuất hiện mọi người nha. Và bạn có thể biết trước những gì có thể xảy ra theo cái dạng năng lượng nào, những nghĩa vụ nào có thể xảy ra trước mắt. Và cách chuẩn bị tốt nhất cho năm đó, tức là chúng ta sẽ xuôi dòng của con sông. Chúng ta sẽ thả thuyền xuôi dòng sông thay vì đi ngược về đầu nguồn, đúng không ạ? Hướng đi của năng lượng như sau. Năm số 1, chúng ta sẽ buộc phải khởi đầu độc lập, mạnh mẽ và có một mục tiêu, hạ bút xuống để viết mục tiêu cho năm mới. Và đó là một năm động, phải có sự hành động. Năm số 2 sẽ là hòa hảo, kết nối, thấu hiểu và là năm tĩnh. Tránh khởi đầu vào những cái năm như thế này. Và đặc biệt rằng là bạn sẽ phải tránh sự đối đầu. Năm nay thì sẽ có những cái gì đó nó có liên quan đến các mối quan hệ nó xảy ra với chúng ta, có cả sự tổn thương ở trong đó nữa, có cả sự lừa dối đó. Và đa phần là những cái gì nó xảy ra nó có thiên hướng về tình cảm, về cảm xúc, tình yêu, tình bạn. Năm số 3 sẽ là bộc lộ bản thân. Năm số 2 bạn sẽ phải học cách kết nối và thấu hiểu, biết cách làm sao trở thành những người mà người khác muốn chơi cùng. Đó. Biết lắng nghe và thấu hiểu. Năm số 3, bạn phải bộc lộ bản thân, phải học hỏi và sáng tạo, thể hiện, biết cách ăn nói, biết cách thể hiện ra ngoài. Và chúng ta nhất thiết không phải là một năm chúng ta chui ở trong nhà rồi. Cho nên nếu như rơi vào năm Covid chẳng hạn ấy, bạn buộc phải chui trong nhà thì bạn phải giao tiếp nhiều hơn. Đó. Là năng động. Năm số 4 là củng cố, sắp xếp lại, chăm sóc chi tiết và giữ gìn, đặc biệt liên quan đến sức khỏe. Năm nay sẽ có những biểu hiện liên quan đến sức khỏe, hỏng hóc đồ đạc hay sự đảo lộn nào đó khiến cho bạn phải sắp xếp lại, và là năm sẽ tốn tiền. Cho nên là nếu ai đó có sức khỏe từ những năm trước, năm nay nhất định phải đi khám bệnh đi. Và chúng ta phải tiết kiệm tiền của năm số 3 cho năm số 4. Đó, vì năm số 4 là năm sẽ tốn tiền. Hoặc là tiền nó đến sẽ hơi khó khăn một chút. Đối với năm số 5 là thay đổi, thích nghi và di chuyển và những cơ hội. Và năm nay là năm động. Và cơ hội nó đến một cách gì ạ? Bạc ngàn luôn, có nhiều người bị khó đưa ra quyết định trong những cái năm nay. Và với những ai có đường đời năm thì vào năm nay sẽ có thiên hướng manh động. Chúng ta di chuyển đi lại, mọi thứ phải rất cẩn trọng để tránh cái sự manh động đấy. Bởi vì năng lượng của số 5 là năng lượng động. Khi mà cái đường đời nó trùng với cái năm cá nhân ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái sự tốc độ, dẫn tới bạn sẽ có thể mất kiểm soát. Cho nên bạn phải cẩn trọng đó. Đặc biệt đối với những người có nợ nghiệp nhé mọi người nhé, chúng ta để ý phần nợ nghiệp nhé. Đối với con số 6 là năm của tình yêu, hy sinh, trách nhiệm, gia đình. Và cái năm nay bạn phải quay trở về gia đình, có thể có những cái nhiệm vụ liên quan tới gia đình xảy ra. Đó có thể là năm mà sinh con, đó có thể là năm mà bạn mang bầu, đúng không ạ? Đó có thể là năm mà cha mẹ già yếu, hoặc là có những trách nhiệm liên quan đến gia đình yêu cầu bạn về nhà. Cho nên nếu bạn đang ở lứa tuổi khoảng tầm 27-28 trở lên, hãy chuẩn bị tiền bạc cho năm nay, bởi vì rất có thể rất nhiều người cần đến bạn. Đó. Và nếu như chúng ta có gia đình thì năm nay chính là cái năm có thể là cái trách nhiệm gia đình hoặc con cái, hoặc là củng cố được thêm tình yêu giữa vợ và chồng. Nhưng nếu chúng ta chưa có gia đình thì năm nay là năm phát sinh tình yêu, và có thể đấy là một tình yêu thực sự trong cuộc đời bạn. Đối với người có năm số 5 hoặc vợ chồng có năm số 5, hãy để ý năm đó. Hãy để ý năm đó, bởi vì rất có thể sẽ có những cái cảm xúc khác lạ. Có cái cảm xúc khác lạ. Họ có nhiều cơ hội để giao tiếp với những người lạ. Đó, cho nên chúng ta phải cẩn thận nhé. Nhưng mà Hậu nói thế này không nghĩa chúng ta đi phán xét người đối diện hay là của người hôn phối của mình nhé. Mà năm nay chúng ta phải cẩn trọng hơn, tránh cái việc quá là xa nhau. Đó. Tiếp theo là cái năm số 7 là năm tĩnh tâm, phân tích, chiêm nghiệm, nghiên cứu và học tập.
Không một cái gì tốt đẹp hơn trong năm số 7 là chúng ta học tập, đặc biệt là đi sâu vào nội tâm, thiền, tĩnh tâm này, học những môn giải mã này, hiểu về chính bản thân mình này. Năm nay chúng ta cũng có thể trở nên hơi nghi ngờ, nhất là đối với người có đường đời số 7 đó, hoặc là những người có sứ mệnh số 7. Nhưng mà bạn sẽ phải là gì ạ? Đừng để mọi thứ nó quá, đừng có nghi ngờ người khác quá, tránh gây mâu thuẫn. Đối với năm số 8 là năm của mở rộng kết quả, mạnh mẽ và quyền lực, đúng không ạ? Đúng rồi mọi người ạ, nhưng nó theo một cái trình tự, nó sẽ theo một cái dòng chảy của cuộc đời, nhưng mà thông thường cái sự kiện nó diễn ra sẽ theo chiều hướng đó. Đối với con số 8 sẽ là năm của mạnh mẽ và quyền lực. Nếu như cái hoạt động kinh doanh của bạn trước đó nó ổn thỏa ấy, thì năm nay chính là năm bạn có thể mở rộng nó thêm. Năm nay không phải là năm bắt đầu mà là năm mở rộng những gì mà bạn đã từng làm. Đó. Và có thể nó sẽ mang những cái kết quả mạnh mẽ cho nếu mà bạn đang làm nó ổn, đang làm nó ổn dựa trên tư duy đúng, dựa trên cái con đường đúng, chứ không phải rằng là buôn gian bán lợn nha mọi người nhá. Nếu buôn gian bán lợn thì năm nay là năm mất tiền của bạn, chứ không phải năm được tiền đâu nha. Thậm chí bạn mất tiền từ năm số 7 luôn. Cho nên là gì ạ? Thần số là một bộ môn triết lý con người và là một bộ môn hướng thiện. Tức là gì ạ? Mọi thứ nó phải dựa trên tư duy nền tảng đúng, trên nền tảng tư duy đúng, chính trực. Thì năm số 8 thực sự là một năm hái quả của các bạn luôn, đúng không ạ? Rất nhiều người có nhiều giá trị thành đạt và thậm chí là kiếm tiền, mà có những người thì thăng quan tiến chức, đỗ đạt vào cái năm số 8 này. Năm số 9 là hoàn thiện, kết thúc, loại bỏ những cái gì cũ kỹ và cảm ơn thiện nguyện. Vào những năm này có những con người cũ sẽ tìm đến bạn nói những câu chuyện cũ. Đó. Năm này chính là cái năm mà bạn có thể là gì ạ? Kết thúc cả một cái chu trình 9 năm. Thông thường vào năm số 9 thế này ấy, thì chúng ta sẽ làm những cái hoạt động liên quan đến thiện nguyện và cảm ơn, biết ơn, hàm ơn những cái gì, những con người đã giúp đỡ chúng ta. Đó. Và có những người vào năm số 9 lại có những chuyện buồn. Cho nên là cái việc mà chúng ta sẽ cần phải làm sao ạ? Bỏ qua nó và chuẩn bị cho kế hoạch của năm số 1 năm sau. Phần tính nợ nghiệp là một phần khá là phức tạp mọi người nhé. Trong khuôn khổ của buổi hôm nay chúng ta không thể tính được. Hậu có nói qua với mọi người như này. Khi trong quá trình chúng ta tính chỉ số đường đời hay chỉ số sứ mệnh hay chỉ số nội tâm, mà chúng ta nhận thấy cái kết quả trước khi rút gọn về một con số ấy, mà nó xuất hiện con số 14, 13, 14, 16 và 19, đó chính là chỉ số nợ nghiệp. Bạn đang mang một năng lượng có thiên hướng âm cực, có năng lượng tiêu cực, nó khiến cho bạn chật vật hơn và khó khăn hơn. Những gì bạn làm 10 nó chỉ nhận được khoảng 5-6 thôi. 4 phần còn lại nó sẽ được gì ạ? Trả lại cho phần vô hình. Cho nên bạn sẽ thấy dễ rơi vào trạng thái thất vọng, chán nản. Cho nên những người có nợ nghiệp thì chúng ta có thể trải qua những cái quãng thời gian, nếu như chúng ta còn trẻ, gặp khá nhiều thất vọng. Đó. Thì cái phần nợ nghiệp ấy sẽ giải thích cho chúng ta lý do mọi thứ tại sao lại như thế, để chúng ta bắt đầu biết chấp nhận và thay đổi con người mình. Đó. Vậy thì năm nay bạn có quyết chí không? Năm nay có quyết chí không ạ? Có 9 phương pháp Hậu đã đưa ra. Và 9 phương pháp này không hề dễ thực hiện nếu như chúng ta chưa quyết chí. Và thứ hai nữa là gì ạ? Chúng ta không bắt đầu nó và không đi tìm một cái cộng đồng. Đó. Khi bạn thực sự bắt tay vào, bạn mới nhận thấy cái sự khó khăn ở trong đấy là như thế nào, cái sự đổi mới như thế nào, bạn cải tiến nó như thế nào. Còn nếu như bây giờ chúng ta cứ ngồi đấy thì nó chả có chuyện gì xảy ra cả, đúng không ạ? Chúng ta vẫn làm theo cái quán tính, theo thói quen. Bạn có quyết chí bán này không? Vậy thì động tác đầu tiên là hãy đi tìm ra cái thanh gỗ ngắn của bạn là gì. Thông qua việc hỏi những người bạn, hỏi người thân gia đình mình, hỏi người sếp, hỏi những con người có trí tuệ, họ có thể đưa ra cho bạn những cái lời khuyên hay là những cái nhận định nó chính xác. Thứ hai, bạn có thể sử dụng bộ môn thần số học Pythagore hay những bộ môn giải mã về con người để biết cái thanh gỗ của bạn nó chính là gì. Đối với những người có nợ nghiệp, đó chính là nợ nghiệp của bạn luôn. Đó. Chỉ số nợ nghiệp nó hơi phức tạp một chút. Và có một cái lời nói của Đại Văn Hào Mark Twain, đó là 20 năm nữa bạn sẽ thất vọng vì những thứ mình không làm hơn là những điều đã làm. Vì vậy hãy tháo dây, cho thuyền ra khỏi bến cảng an toàn, căng buồm đón gió, tìm tòi ước mơ và khám phá. Cho nên là hãy ra quyết định đi, hãy thay đổi đi mọi người nha. Chỉ số nợ nghiệp sẽ dựa vào sứ mệnh, ngày tháng năm sinh và cả gì ạ? Chỉ số nội tâm của chúng ta nữa. Cái này chúng ta sẽ nhìn thấy được cái chỉ số nợ nghiệp ở trong cái bản báo cáo
Mapfly mà thầy Kha đã từng đề cập tới. Và ngày hôm nay nếu như ai đó muốn làm cái bản báo cáo này, Hậu vẫn sẽ mời mọi người sẽ trải nghiệm cái bản báo cáo này. Tất nhiên là có phí đó, nhưng mà theo một cái mức phí hữu nghị, một cái và có quà tặng dành cho mọi người, rất nhiều quà tặng. Những người có nợ nghiệp, chúng ta đang rơi vào trạng thái chán nản, không có đường đi, không có mục đích, thiếu tự tin, thiếu lòng tự trọng, cảm thấy mình thiếu tự tôn về bản thân, chúng ta hãy thực hiện một cái phương pháp giải mã nào đó. Và đối với Pita thì Pita luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn, và thông qua cái khóa luận giải 6 ngày chúng ta có thể đăng ký trong ngày hôm nay, đăng ký ở tại Zalo cùng với trợ lý của Pita, hoặc đăng ký ở với Hậu ngày hôm nay, nhưng mà tốt nhất là chúng ta sẽ liên lạc với lại trợ lý Pita ở trong Zalo. Nếu như chúng ta có thể để lại cái số điện thoại ở đây cũng được. Cách tính chúng ta cứ cộng bình thường thôi mọi người nha. Và hiểu bản thân sẽ giúp cho chúng ta đi ngàn dặm đường. Đó. Thì cái Map for Life này mọi người vẫn có chưa biết được nó là như thế nào đúng không ạ? Bây giờ xin mời mọi người sẽ cùng trải nghiệm, cùng nhìn thử một cái bản đồ Map for Life nhé. Một bản đồ Map for Life nó sẽ có những cái gì? Bây giờ chúng ta sẽ thử xem nhé. Thử xem nó như nào, bởi vì mọi người chưa thực sự nhìn thấy nó là cái gì luôn. Đúng không ạ? Chưa nhìn thấy bao giờ. Trừ những cái người mà đã mua cái bản, đã đăng ký cái bản Map for Life. Đây chính là bản đồ cuộc đời của một khách hàng. Đây là trang bìa của nó và thông tin bạn sẽ phải đưa cho Pita một thông tin đúng, bởi vì thông tin sai là đường đời sai, các thông tin của chúng ta sẽ bị sai. Đó, chúng ta cần phải xác nhận lại đúng thông tin. Ngày sinh là bao nhiêu, tên là như thế nào và ai có hai ngày sinh, tức là một ngày sinh chứng minh thư, một ngày sinh gốc, chúng ta cũng phải cung cấp cho Pita. Đây là phần giải thích về bản đồ cuộc đời là gì. Bản đồ cuộc đời giúp bạn điều gì? Nó sẽ kéo gần gia đình với gia đình. Nó sẽ giúp cho cá nhân chúng ta tự hiểu bản thân mình, giúp cho chúng ta hiểu các con trong giáo dục, giúp cho chúng ta hiểu đối tác ở trong tình yêu và hôn nhân. Khi chúng ta có hai cái bản báo cáo, và thậm chí là khi mà bạn làm một cái bản báo cáo 6 ngày này, thì bạn sẽ cần đưa cái thông tin của cả người vợ hoặc người chồng, hay bất cứ ai chúng ta muốn so sánh cái sự tương hợp giữa hai con người. Bạn làm cho mình, nhưng mà bạn lại phải đưa thông tin của cả người khác nữa, để tư vấn viên, để Hậu và cái bản báo cáo này sẽ cho mọi người biết rằng là cái mối tương hợp giữa bạn là gì và những cái điểm tương khắc là gì, để bạn có cái phương án điều chỉnh cái mối quan hệ. Đối với tổ chức sẽ giúp cho chúng ta tuyển dụng phù hợp. Ở đây nó sẽ trình bày năng lượng con số 1 là năng lượng gì. Đấy, giải thích cho chúng ta, đó, người tiên phong. Năng lượng số 2 là người kết nối. Năng lượng số 3 là người diễn thuyết, nó sẽ miêu tả cho chúng ta biết chính xác nó là như thế nào. Năng lượng số 4 là năng lượng người sắp xếp, người đổi mới, đúng không ạ? Năng lượng số 6 là người chăm sóc. Năng lượng số 7 chính là người trí tuệ như ngọn hải đăng. Năng lượng số 8 là người quyền lực như những gì mà thầy Kha đã từng giải thích, đúng không ạ? Năng lượng số 9 là người vị tha, 11 là người khai sáng, và số 22 chính là bậc thầy kiến tạo. Và đây chính là bản đồ năng lượng của bạn, bao gồm chỉ số sứ mệnh, chỉ số đường đời, chỉ số thành tựu, và nó có liệt kê năng lượng nợ nghiệp của những ai đang mang nợ nghiệp nhé. Ngày sinh, chỉ số thái độ, chỉ số thiếu, chỉ số nhân cách, chỉ số nội tâm, nội cảm. Bài học đường đời sẽ được ghi ở đây. Đặc điểm và ưu điểm khi bạn mang bài học đường đời là gì, và thách thức bạn có thể rơi vào là gì. Nó sẽ cho thấy bạn, cho thấy những cái gì bạn có thể mắc phải, những kỹ năng cần rèn luyện là gì. Đó. Một cái tấm gương vĩ nhân mà bạn có thể hướng tới, cái phẩm chất đó là gì. Chỉ số tên gọi của bạn cho thấy cách bạn tương tác với người khác như thế nào. Đó. Chỉ số phát triển của bạn là gì để bấm nút khởi động cho bạn? Chỉ số ngày sinh là tài năng của bạn là gì? Chỉ số thái độ, chỉ số nhân cách. Đó, chỉ số nội tâm, chỉ số cầu nối, chỉ số thành tựu, chỉ số nội cảm. Đó. Tiếp theo là biểu đồ ngày sinh với ma trận 9 số, biểu đồ tên. Bốn mô hình tư duy của con người bao gồm trải nghiệm, trí tuệ, cảm xúc và trực giác. Nó cho thấy thông số về trường năng lượng của bạn. Chỉ số bổ sung hay còn gọi là chỉ số thiếu của chúng ta là gì? Năng lượng của ba giai đoạn cuộc đời dự báo những gì bạn có thể trải qua trong cuộc đời để chuẩn bị cho nó là gì? Đó. Bốn đỉnh cao và bốn thử thách bạn có thể trải qua là gì? Để đón nhận các đỉnh cao này cũng như đối mặt với các thử thách. Đó.
Nó cũng cho chúng ta biết được là gì ạ? Năm cá nhân của chúng ta bao gồm liệt kê rất nhiều năm cá nhân đấy ạ. Trong vòng khoảng tầm 10 năm. 7 năm, 7 năm. Và cho chúng ta biết được tháng cá nhân trong cái năm tiếp theo đó là gì. Tiếp theo là bảng hòa hợp giữa chúng ta và số của một người nào đấy. Chúng ta bạn sẽ phải cung cấp cái ngày sinh và tên của họ. Ví dụ như là bạn có cái số của bạn và bạn sẽ cho số của chồng bạn. Và sau đó hậu sẽ giúp cho bạn để biết được là cái điểm tử huyệt, cái mối mâu thuẫn giữa bạn và chồng bạn có thể xảy ra là gì, hai bạn tương hợp với nhau như thế nào, có thể giao tiếp với nhau theo kiểu nào, mâu thuẫn có thể xảy ra là gì. Đó. Tiếp theo là xu hướng nghề nghiệp để cho chúng ta biết được cái nghề nghiệp phù hợp nhất cho chúng ta thực sự là gì, chúng ta có thể hướng nghiệp cho con thông qua cái phần xu hướng nghề nghiệp này. Đó. Đấy chính là một bản báo cáo. Và trong cái khóa luận giải 6 ngày, bạn sẽ có cơ hội để giao tiếp với cô hậu trong vòng 2 tiếng, trong 2 ngày và 4 ngày để chúng ta học những cái lý thuyết rất là khá là sâu sắc đó. Đó. Thì đấy chính là cái phần này. Mọi người có thấy rằng là nó hữu ích không ạ? Những người cũng đã có rất là nhiều người đã trải qua cái khóa học 6 ngày này của hậu rồi, và sắp tới hậu lại tiếp tục tổ chức những cái buổi giao lưu thêm để cho có thể giải đáp thắc mắc cho những người đã đăng ký khóa học đó. Chứ chúng ta không ngại nhá, nếu mà ai chưa kịp thắc mắc ở cái phần vừa rồi, ở cái khóa vừa rồi, chúng ta có thể là tiếp tục giao lưu với hậu đó. Tiếp theo này, hôm nay thì sẽ có một cái quà tặng trị giá 12.800.000 đồng sẽ dành cho mọi người ngày hôm nay, nhưng chỉ cho người may mắn nhất thôi. Và một lát nữa thì trợ lý sẽ thông báo người nào là người sẽ được có món quà này. Cái quà tặng này nó sẽ bao gồm một bộ slide tổng hợp tất cả về thần số mà trước đây chúng ta chưa kịp có, thì giờ này chúng ta sẽ có này. Những ai mà ngày trước học khóa chuyển mình ấy mà đến cuối giờ mở lại thì bạn sẽ không nhận được. Nhưng mà ngày hôm nay nếu bạn trở thành người may mắn, bạn sẽ nhận được nó. Bạn sẽ được nhận cái quyển sách bí mật cuộc đời qua con số. Thứ hai nữa là bạn sẽ được nhận được cái khóa học chiêm tinh và khóa học thần số học nhập môn ở trong cái hệ thống học liệu của Pita. Bạn sẽ nhận được một cái công cụ tra cứu nhanh về bất kỳ ai trong 3 giây và bạn sẽ có khoảng tầm không biết là 250 lượt tra gì đó. Cộng với một bản báo cáo về bản đồ cuộc đời với 40 chỉ số giá 2 triệu đồng kèm theo khóa học 6 ngày luận giải cùng với cô hậu. Trong 4 ngày ngồi học chi tiết, học kiến thức và 2 ngày luận giải cùng với hậu. Đó. Tiếp theo là và 6 thứ này sẽ nằm trong món quà của ngày hôm nay với tổng trị giá là 12.800.000 đồng. Và nó chỉ còn nếu như chúng ta mua nó, nếu như chúng ta không may mắn để nhận được món quà này, thì nếu bạn muốn sở hữu toàn bộ những cái quà tặng này chỉ với một cái mức chi phí rất là tượng trưng thôi, đó chính là 1.149.000. Nếu như ngày hôm nay bạn không nhận thấy mình ở trong danh sách nhận được quà tặng thì bạn có thể đăng ký điều này với lại trợ lý Pita, đề nghị ở trong nhóm mọi người nha. Đó. Và chắc chắn là những người đăng ký cái khóa này, chúng ta sẽ được giao lưu và được tham gia vào cộng đồng. Đó chính là cái cộng đồng. Một lát nữa hậu sẽ giới thiệu cái cộng đồng đó. Cộng đồng thực hành nhân số học và nâng cao năng lượng, tần số năng lượng của chúng ta. Và đặc biệt là nếu như bạn muốn mua một cái combo cho gia đình bao gồm 5 bản thì sẽ là 1.149.000 nhân với 5 bản sẽ bằng 5.745.000. Ta sẽ có thông số của cả gia đình và sẽ được tư vấn trên toàn bộ các con số. Đó. Và với một mức giá là chỉ còn có 4 triệu thôi, nếu như chúng ta muốn sử dụng cái bản này cho cả gia đình và nó trở thành một cái bản đồ kim chỉ nam. Thông qua khóa học 6 ngày là chúng ta có thể hiểu biết về gia đình. Đúng không? Hiểu biết về tất cả các thành viên gia đình, đặc biệt là định hướng dạy dỗ cho con. Đó. Thì những người mà có sở hữu cái khóa học này ấy, hay là cái bất cứ ai đó mà có sự may mắn ngày hôm nay chúng ta nhận được cái món quà của Pita. Đó. Thì chúng ta sẽ được tham gia vào một cộng đồng. Đó là cộng đồng nâng cao tần số rung động để sống hạnh phúc. Ở đó có sự thực hành lý thuyết thần số ở trong đời sống. Đó. Và chúng ta trở thành những nhà thực hành nhân số học
Đồng thời chúng ta sẽ có rất nhiều các nội dung để thực hành về tâm linh, để nâng cao tần số rung động năng lượng của bạn, để biến bạn trở thành những con người gì ạ? Cái con người xúc tác, con người có năng lượng xúc tác. Đó, để chúng ta có thể học được những cái nấc thang cao hơn ở trong cái bài học được đời của chúng ta. Đó, thì đây chính là cái cộng đồng nâng cao tần số để sống hạnh phúc. À, tất cả những khách hàng đã tham gia cái bản đồ cuộc đời ấy, khóa luận giải 6 ngày sẽ được tham gia phần này. Các anh chị nếu hứng thú, các anh chị hãy nhìn tìm lại cái phần Zalo và một lát nữa thì trợ lý sẽ gửi cho mọi người và chúng ta sẽ bấm nút vào đấy để tham gia vào cộng đồng này nha. Và nếu như mà bạn làm ở trong những cái ngành nghề như là giáo viên này, training này, bảo hiểm, nhân sự, bán hàng, trị liệu, coaching, hoặc là bạn có một ham mê to lớn đối với việc khám phá nội tâm và tìm hiểu về con người, thì bạn có thể tham gia khóa học này. Đó là khóa học chuyên viên tư vấn Master thần số học, phù thủy số học, với cái giá chính là 15 triệu đồng. Nhưng mà ở trong thời kỳ Covid này thì Pita chỉ có yêu cầu là cái mức chi phí là chỉ là có 12 triệu đồng mà thôi. Và cái quyền lợi của chúng ta ở đây là một là cầm tay chỉ việc, được học tập tất cả các thông số, trong đó có thông số nợ nghiệp, các loại thông số ở trong bản báo cáo có nói, và cả thông số ở trong bản đồ Map for Kids, tức là bản đồ dạy con thành tài ở trong một cái phiên bản tiếp theo mà Pita sẽ ra mắt trong năm 2022. Đó, và có cả cái phần hướng dẫn về tư vấn về tâm lý cho trẻ con nữa. Chúng ta được học trọn đời và học liệu online đơn giản và dễ hiểu và có thể truy cập trọn đời. Chúng ta được tham gia vào cộng đồng tư vấn và được tạo cơ hội nghề nghiệp, đó là tư vấn cho các khách hàng của Vita. Chúng ta được đào tạo về bán hàng, thuyết trình, biên tập bài giảng. Ví dụ như Hậu đang biên tập ở trên cái phần PowerPoint này, mọi người sẽ thấy rằng slide khá là hấp dẫn đúng không ạ? Chúng ta sẽ được hướng dẫn điều này. Và khóa học về giọng nói. Bạn được kèm 8 bản đồ cuộc đời với một cái giáo trình rất là đồ sộ và ưu thế độc nhất trên thị trường, bởi vì giáo trình của Pita là một giáo trình cực kỳ phức tạp, rất là đồ sộ và nhiều kiến thức luôn. Bạn sẽ được đọc rất là sâu. Như vậy là chúng ta đã có là gì ạ? Nếu mà ai đăng ký bản đồ cuộc ở trong cái khóa này thì chúng ta sẽ có là khóa học Master thần số học này. Chúng ta sẽ được tặng 8 bản đồ cuộc đời này. Và trong năm 2022 thì tất cả những người đăng ký cái khóa Master thần số học này sẽ được một khóa học bổ trợ miễn phí, đó là sinh trắc vân tay và khai phá tiềm năng não bộ. Đặc biệt về cái phần kiến thức là khai phá tiềm năng não bộ là sẽ được bảo trợ bởi Viện Tâm lý học thần kinh và tâm thần. Đó, bởi vì những cái kiến thức về tiềm năng não bộ nó rất là quan trọng. Thì cái khóa học bổ trợ miễn phí này sẽ giúp cho chúng ta có một cách nhìn cả về thể chất lẫn cả về tâm linh, một cách là có sự kết nối rất là nhiều. Thì những cái người mà tham gia vào cái khóa, các khách hàng mà tham gia vào cái khóa Master thần số học này sẽ có được 3 thứ này. Vậy thì nếu như mà chúng ta bây giờ chúng ta đăng ký, bây giờ chúng ta đăng ký thì chúng ta có thể là liên hệ với lại... có ai sẵn sàng để mà chờ cái kết quả của cái phần thưởng may mắn ngày hôm nay không ạ? Bây giờ Hậu sẽ công bố về phần thưởng may mắn nhá. Bây giờ Hậu vẫn chưa biết người may mắn là ai đâu ạ. Nhưng hôm nay người nào đã viết lên con số đường đời và ngày sinh của chúng ta mà bạn có đường đời 6 và ngày sinh của bạn rơi vào một trong các con số sau, thứ nhất là 06, thứ hai là 15 và thứ ba là 24. Tức là bảo đảm này, bạn vừa có được đời 6 này nhưng nó phải đi cùng với lại ngày sinh 06 hoặc ngày sinh 15 và ngày sinh 24 hoặc là ngày sinh 24, thì bạn chính là người may mắn có được món quà này. Đó, bạn phải bảo đảm hai điều kiện nhé. Bởi vì sao? Năm nay chính là năm 2022 và bạn hãy cộng lại đi. Đó chính là năm thế giới số 6. Và những người nào có được đời 6, chúng ta đang có năm thế giới trùng với lại năm đường đời. Và nếu như bạn có ngày sinh 6 nữa thì món quà này thực sự là món quà tri ân cho những con người thực sự sống vì cộng đồng và sống vì gia đình. Những người số 6 thực sự là những con người phải được thông cảm, phải được giúp đỡ, bởi vì họ là những con người của sự lo lắng, họ là những con người của trách nhiệm và nghĩa vụ, và cuộc sống của họ luôn luôn xoay quanh gia đình, hôn nhân.
Đó, cho nên là năm nay thực sự là Hậu muốn dành món quà cho những người có đường đời số 6. Và yêu cầu đường đời số 6 thì rất rất là nhiều đúng không ạ? Cho nên là yêu cầu là gì ạ? Bạn phải có ngày sinh số 6, ngày sinh 15, tức là cộng lại vẫn là 6. Và hoặc ngày sinh 24 nhé mọi người nhá. Bây giờ thì trợ lý sẽ bắt đầu soát lại. Và một lát nữa thì chúng ta sẽ biết là người đó là ai. Nếu như ai đấy ở đây mà chúng ta không có may mắn để nhận được phần quà này thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể đăng ký để làm được một cái bản đồ cuộc đời với một cái trị giá rất là một cái giá rất là cái giá tặng quà của Pita, đó chính là 1.149.000 cho một bản đồ cuộc đời và cũng bao gồm tất cả các cái mục mà chúng ta thấy ở đây khi bạn đăng ký. Đó, bạn sẽ có tất cả ở đây, trừ cái khóa mà Master Thần Số Học thì không nha. Cái này thì nó là một cái gì đấy nó rất là cho những ai mà muốn bước vào cái sự chuyên nghiệp. Và những khách hàng đã từng mua cái gói bản đồ cuộc đời ấy, thì là sẽ tham gia vào cái cộng đồng nâng cao tần số rung động năng lượng để sống hạnh phúc. Đó, và những ai đăng ký ngày hôm nay hoặc là người được tặng quà ngày hôm nay thì cũng sẽ tham gia vào điều đó. Đấy. Đây, chúng ta sẽ có tất cả những thứ ở trong đây. Với trị giá là 1.149.000 và chỉ có trong cái món quà của năm nay thôi. Còn sang năm 2022 thì sẽ có những chương trình khác, có thể là sẽ có những món quà khác, có thể có những sản phẩm khác và có thể là đây chỉ là cái mức giá nằm trong năm nay thôi và đây là cái mức giá tặng quà. Đó. Sẽ có những chính sách thay đổi từ Pita. Cho nên nếu mà ai đó chúng ta muốn tham gia ngay khóa luận giải 6 ngày của Hậu và nhận được tất cả những điều này và tham gia vào cộng đồng nâng cao tần số năng lượng để sống hạnh phúc thì chúng ta hãy đăng ký cái gói này nhá. Không biết là